Này là Kinh Pháp Cú, này là chương thứ 9, Phật Ác. Pháp Cú câu thứ 116: Hãy không làm điều này, mắt tâm làm điều ác, ai chậm làm việc này, ý ưa thích việc ác. Thì phần này thì nói về những cái việc ác. Thì có những cái việc ác đó là những cái hành động mình tạo những cái ác nghiệp, mà thì cái ác thì nó đối lập lại với cái thiện, nên là cái việc này, cái điều này là những cái điều thiện thì nó sẽ để lại những cái phước báo an vui, những cái điều ác là những cái điều bất thiện thì nó để lại những cái quả báo khổ đau. Mà ở trên đời thì không phải là ai cũng có thể hiểu hết được thế nào là ác và thế nào là thiện. Có người thì hiểu cái ác ở cái sự hiểu thì ở một cách thô thiển, không có hiểu hết được những cái sâu sắc và hiểu về việc lành việc thiện cũng vậy, không hiểu biết một cách thô thiển, không có hiểu hết được. Vì vậy đôi khi mình làm những cái việc mình tưởng chừng nó không phải là việc ác, mà có thể đó là việc ác nhưng mà mình cũng không biết được đó là việc ác. Đôi khi có những người làm việc thiện nhưng mà không biết được đó là việc thiện. Vậy thì ở trên đời này mới có hai hạng người, đó là người trí và người ngu. Vậy thì cái người mà biết phân biệt thiện ác đó đã trở thành một cái bậc có trí tuệ. Cái người mà trí tuệ càng sâu thì cái người đấy sẽ hiểu những cái ác và cái thiện và cái ác ở cái mức độ rất là vi tế. Còn những cái người ngu thì người không biết phân biệt đây là thiện hay là ác, mà cái người mà trí tuệ ở cái mức tầm thường thì cũng chỉ hiểu được cái thiện và cái ác ở mức tầm thường. Vì vậy cho nên là ở trên đời này có rất nhiều người ác, có những người ác là do cái người đấy có thể là không biết đó là việc ác, cho nên họ làm việc ác mà họ cứ thản nhiên coi như là một cái hành động bình thường. Và có những cái người thì thiện, vì những cái người thiện một cách tự nhiên thì ít, mà những cái người thiện mà do được tu dưỡng, do được tu tập, do có cái sự học hỏi, do có cái sự rèn luyện thì đa số là những cái người mà làm những cái điều này là do được sự chỉ dạy của những cái bậc hiền thiện trước. Về thì cái ác với cái thiện nó cái nào thì nó mạnh hơn, cái nào thì nó dễ sinh khởi hơn, thì cái điều này nó được giống như là một cái mảnh mình ruộng. Ví dụ như là bây giờ mình có một cái mảnh đất màu mỡ, một cái mảnh ruộng tốt đẹp, và cái ý của mình là sẽ đi làm cái mảnh đất này và sau đó sẽ gieo hạt giống với cái mục đích là mình sẽ thu gặt những cái hoa trái, những cái thành quả tốt đẹp đấy. Nhưng mà khi mà mình làm cái mảnh đất đấy xong xuôi lâu đấy rồi mà mình chậm gieo hạt giống, tức là mình chưa có kịp thời gieo hạt giống để đấy mình nghỉ ngơi một thời gian xong mình đi ra, thì cái mảnh ruộng đấy nó đã được phủ đầy bởi cỏ dại. Vậy thì cái tâm nó cũng được giống như là cái mảnh ruộng, mảnh đất. Nếu như mà mình không gieo vào trong nó những cái nhân lành, những cái nhân tốt, thì và mình chỉ cần lười biếng, mình bảo để mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau có cái sức khỏe tốt hơn, đến một thời gian sau mình sẽ có một cái điều kiện phù hợp hơn, và cái nhân duyên nó sẽ tốt hơn hiện tại, thì lúc đấy mình mới làm việc này. Thì trong cái quá trình mà mình chờ đợi đấy, trong cái quá trình mình nghỉ ngơi đấy, thì những cái tâm bất thiện nó đã sinh khởi lên và nó đã đâm chồi nảy nọc ở trên đấy rồi. Và đến lúc mà mình muốn gieo những cái tâm thiện này ở trên đấy thì mình đã phải mất một thời gian đi dọn dẹp những cái phiền não,
dọn dẹp làm những cái tâm bất thiện này. Như vậy những người nào mà người nông mà mình làm cái mảnh đất cũng thế, mình làm xong rồi mình không có gieo hạt giống thì những cái cỏ dại nó sẽ mọc và nó sẽ trùm phủ hết cái mảnh đất đấy. Thế thì vì vậy cho nên là phải gấp làm điều này, không có cái thời gian để mình chờ đợi, bởi vì trong cái thời gian mình chờ đợi đấy là tâm bất thiện nó đã lớn lên, và đến một lúc nào đấy nó sẽ lớn hơn cái tâm thiện. Một cái lúc nào mà cái tâm thiện mà nó lớn hơn cái tâm mà cái tâm bất thiện mà nó lớn hơn cái tâm thiện thì lúc đấy mình khó mà mình chiến thắng lại được. Ví dụ như là một cái thời gian sau những cái tâm bây giờ mình bảo là mình sẽ nghỉ ngơi để hưởng thụ những cái dục lạc, rồi sau này mình mới tu tập. Thì sau này mình đã đắm nhiễm rồi mình sẽ không từ bỏ được nữa những cái ngũ dục ở thế gian nữa. Thì lúc đấy mình có muốn tu tập cũng không có, thì cái tâm của mình nó cũng không, nó không có an ổn, nó không có thể nào mà tu tập được vì những cái phiền não nó sinh khởi lên quá mạnh, dữ dội, và lúc đấy mình đã bị phiền não chinh phục. Vậy nên hãy gấp làm điều này và ngăn tâm làm điều ác. Như vậy thì bây giờ cái người là mình đã gieo hạt giống rồi, mình gieo cái hạt giống hành rồi, thì cái lúc này thì những cái cỏ nó còn mọc được trên mảnh đất nữa không? Kể cả khi mình đã gieo những cái hạt giống tốt rồi, nếu như mình mà không có chăm chú để làm cỏ chăm sóc cho cái hạt giống tốt đấy thì cái cỏ dại nó vẫn mọc lên và nó vẫn che phủ hết những cái hạt giống này. Vậy thì ngay cả khi một cái người mình đã hạ thủ cái công phu để mình tu tập, mình làm cái việc này rồi, thì những đấy, ngay trong lúc đấy những cái tâm bất thiện nó vẫn khởi lên, nó vẫn khởi lên thường xuyên. Lúc đấy mình chỉ cần đơn là không có chăm chú diệt trừ những cái tâm bất thiện thì những cái tâm thiện của mình nó vẫn bị tiêu trừ. Và một ngày nào đó thì những cái tâm bất thiện đấy nó sẽ lấn át cái tâm thiện. Thì nếu như mà một cái người mà mình cứ không có tận tâm, không có tinh tấn để chăm sóc cho cái hạt giống bất thiện thì cái bất thiện nó sẽ sinh khởi lên một cách mạnh mẽ. Nếu như mình cứ để một cách tự nhiên, thả lỏng một cách tự nhiên, không có tận tâm để làm những cái điều này thì lúc đấy những cái điều bất thiện nó sẽ sinh lên rất là mạnh. Vậy thì bây giờ muốn làm những điều này là cái điều gì? Điều này là cái điều gì ở thế gian thì ai là cái người có thể hiểu được đâu là cái điều này, đâu là cái điều bất thiện? Có người sẽ quan niệm rằng điều này là cái điều mà mình tôn thờ, phục thờ các cái đấng thần linh, cúng tế phục thờ các đấng thần linh, có phải là điều này đó, hay là cái việc này việc đáng nên làm? Có hay là có thể mình sẽ nghĩ rằng là cái việc như là mình làm cái việc này như là mình giúp đỡ người khác, như bố thí, cúng dường, thì đó cũng có thể là một cái việc này. Hay là cái việc này là cái việc như là mình có thể tránh sang cái việc khác, như là bây giờ một cái người mà mình có cái tư tưởng là mình sẽ tránh xa nhiều những cái việc khác, như là giữ năm giới, chúng ta xây trộm cắp, chúng ta làm người uống rượu, thì đấy cũng là những việc này, những cái việc đấy là cái việc mình phải tinh tấn mà làm. Hay là những cái việc này nữa, đó là mình ngăn ngừa những cái lỗi lầm ở nơi thân, ngăn ngừa những cái lỗi lầm ở nơi lời nói, ngăn ngừa những cái lỗi lầm ở trong tâm. Đấy, thì đó đều là những cái điều này. Đấy, thì một cái người mà họ làm cái việc này đấy, nếu thì phải hãy làm nhanh chóng. Ví dụ như là khi mà mình khởi lên một cái ý nghĩ, hay là mình nghe được một cái điều này nào đó, mình biết là cái việc này cái việc đáng làm, mà mình chỉ có cái tâm do dự, tức là mình không có quyết đoán là có làm hay không, mình do dự chần chờ. Ví dụ như là mình có thể nghe một cái bài pháp hay là học ở trong kinh Đức Phật dạy rằng là
bố thí, vì bố thí sẽ có quả báo lớn, có phước lành, có công đức. Nhưng mà lúc đấy mình nghĩ rằng là mình cần phải đi làm cho có nhiều tài sản hơn nữa. Lúc nào mình có dư giả tài sản rồi lúc đấy mình mới bố thí. Thế là mình có một cái sự chậm trong cái việc làm cái việc bố thí đó. Hay là có những cái người khuyên mình hãy đi quy y Tam Bảo, thọ giới, giữ gìn những cái giới luật. Thì lúc đấy mình nghĩ là bây giờ mình còn trẻ, mình còn đi làm. Trong khi mà đi làm ăn như thế này thì không tránh khỏi những cái phạm giới. Và lúc đấy mình nghĩ là sau này mình sẽ làm ăn, xây dựng cuộc sống, gia đình đầy đủ rồi. Lúc đấy tuổi đã về già rồi, lúc đấy mình sẽ giữ giới, mình sẽ họ tam quy và giữ giới, thì lúc đấy mình sẽ không có phạm vào giới nữa. Thì đấy là một cái mà mình có cái sự chậm trễ trong làm cái việc này. Hay là bây giờ có thể nghe Pháp nói rằng là cái việc tu tập về thiền chỉ, thiền quán có thể đi đến Niết Bàn, và mình cũng khởi lên cái tâm thích, với mình cũng hoan hỷ, thích thú, ước muốn được tu tập như vậy. Nhưng mà mình còn bận rộn với cái công việc thế gian quá nhiều, rất nhiều những cái bổn phận mà mình chưa làm xong, và mình gác nặng, và mình hy vọng rằng là có thể 5 năm, 10 năm sau, hoặc là khi nào mà mình sẽ làm xong những cái bổn phận với người thân, với gia đình, với xã hội rồi, lúc đấy mình sẽ tu tập. Và trong cái quá trình hy vọng đấy, mình chờ đợi đến cái một cái ngày mà mình có đủ cái điều kiện, đủ cái nhân duyên để mình thực hiện được cái điều mong muốn đấy. Thì trong cái thời gian mình chờ đợi, mình chưa thực hành, mình chưa làm cái việc đấy, thì mình sẽ gặp rất là nhiều, tức là mình phải tiếp xúc với những cái hoàn cảnh ở bên ngoài rất là nhiều, và trong đó nó khởi lên những cái tâm bất thiện trong cái cuộc sống làm ăn này, rồi là những cái ưa cái ghét nó khởi lên, cho nên cái tham đắm và cái sân hận của mình nó cũng sẽ khởi lên, cái sự phóng dật nó khởi lên, vì cuộc sống mình cần phải quan tính nhiều, cũng có rất nhiều những cái nhu cầu, và đấy là những cái điều kiện khiến cho những cái tâm bất thiện nó khởi lên. Và cho đến khi mình về già rồi, có thể mình cũng sẽ chưa làm được những cái điều mà mình đã dự định, những cái điều này mà mình đã dự định nữa. Cho nên là khi mà một cái người mà khởi lên làm cái việc này thì mình cần phải gấp rút làm, mà nếu như lúc đấy mình có đủ điều kiện thì mình phải làm ngay. Nếu mình không được khởi lên cái niềm tin tưởng vào chính mình, nghĩ rằng là đã tin rằng là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau ta sẽ tu tập cái điều này, ta sẽ làm cái việc phước lành này. Vì cái lúc đấy là cái tâm của mình, nếu mà chờ đến lúc đấy là cái tâm của mình nó đã bị những cái tà kiến nó làm thay đổi. Lúc đấy mình tiếp xúc vào những cái tư tưởng tà kiến nó đã làm cho mình thay đổi đi rất là nhiều. Cho nên là khi xưa Đức Phật gặp một cái đôi vợ, có hai vợ chồng rất là già nua, và đi xin ăn hàng ngày, đi xin ăn, và đến cái tuổi đã rất là già và không thể làm ăn được cái gì nữa, tức là mất hết sức lực và mất hết trí tuệ. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói với các tỳ kheo là nếu như cái đôi vợ chồng này mà có cái sự thức tỉnh giác ngộ, mà là đi xuất gia từ cái tuổi niên thiếu, thì cái người chồng sẽ chứng được quả A-la-hán, còn người vợ sẽ chứng được quả bất A-la-hán. Còn nếu như đến trung niên mà họ thức tỉnh, họ đi xuất gia tu tập, thì người chồng sẽ chứng được quả bất lai, còn người vợ kia sẽ chứng được quả nhất lai. Còn nếu như đến cái tuổi mà về già rồi nhưng mà còn sức khỏe, còn trí tuệ mà họ có thể tu tập, thì cái người chồng cũng có thể chứng được nhị quả, người vợ cũng có thể chứng được sơ quả. Nhưng đến bây giờ thì đã tất cả những cơ hội đấy đã đi qua hết, những cái cơ hội để mà chứng được các cái đạo quả của cả hai vợ chồng này đã đi qua hết, bởi vì trong suốt cái cuộc sống của họ, họ đã làm quá nhiều những cái nghiệp bất thiện. Tức là hai vợ chồng này vốn được sinh ra từ những cái gia đình rất là hào phú giàu có, và khi cha mẹ chết đi để lại cái số lượng tài sản rất là lớn,
nhưng mà họ không có biết cái cách làm ăn, vì cha mẹ không có dạy con cái cách là phải tự lập và tự làm cái nghề nghiệp gì đó kiếm sống. Thì cha mẹ cứ nghĩ rằng là cái số lượng tài sản này con cái mình sẽ không phải làm gì cả, nó sẽ sống với cái kho vàng bạc này cả đời không hết. Cho nên cha mẹ rất là yên tâm, và khi người cha mẹ đấy chết đi thì những đứa con đã kết bạn với những người hư hỏng, và sau đó đã tiêu xài hoang phí và hết cả cái đống tài sản đấy rất sớm, và sau đó họ phải lang thang trở thành những người ăn xin, và họ không có biết làm cái gì để kiếm sống, cũng không có biết tu tập làm cái việc phước thiện gì cả. Trong tâm của họ đắm nhiễm những cái dục lạc thế gian này, là chìm đắm trong cái sự si mê u tối, và không có đủ cái nhân duyên để gặp được Phật pháp, để gặp những người bạn này. Vì vậy mà những cái cơ hội để có thể chứng đắc được những cái pháp thượng nhân đến giải thoát của họ đã bị bỏ lỡ. Tức là những người như vậy là người ta đã là những người ở trong quá khứ cũng đã từng tạo những cái, đã từng tu tập, đã có những cái phước lành ở trong quá khứ rất là nhiều, nhưng mà chỉ là do cái ở trong cái đời hiện tại này, do trong cái đời hiện tại này họ lại không có hướng tâm về điều này, không có làm những cái việc này. Vì họ không có làm những việc này chỉ hướng tâm đến những cái điều bất thiện và làm những cái việc bất thiện, vì vậy nên họ kết bạn với những người bất thiện. Vì kết bạn với những người bất thiện, những người có cái cùng cái tư tưởng như vậy rất là nhiều, và những cái người này, những cái người trí sẽ tránh xa những người này, vì những cái người trí sẽ biết là thân phận với những cái người mà sống buông dung, sống phóng đãng, sống phóng dật, những cái người sống chỉ biết hưởng thụ mà không có biết tạo phước này như thế này, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ bị giống như vậy, mình cũng bị ảnh hưởng như vậy. Nên là những cái vì vậy cho nên là cái người đó đã không thân cận được những cái bậc trí để chỉ dẫn cho họ làm những việc này, và họ chỉ thân cận với những cái người ngu và những người bất thiện, và cuối cùng họ đã chìm đắm trong những cái pháp bất thiện. Chính vì vậy mà cái đôi vợ chồng này sau khi chết đều bị đọa vào địa ngục vì những cái ác nghiệp họ đã tạo. Nên là một ngày nào mình chưa làm việc này, một ngày nào đó mình chưa hướng tâm về những cái điều này, thì coi như ngày đấy là mình đang sống với cái pháp bất thiện, với những cái ác pháp. Một ngày nào đó cái bất thiện đấy nó sẽ mạnh lên và nó sẽ nấn áp mất những cái việc này của mình. Vậy thì như là tại sao ở trên đời này sinh ra lại có những cái người rất là bất thiện mà có những cái người thì hiền thiện? Thế thì nó có những cái nguyên nhân cả ở quá khứ và ở hiện tại. Nên là có những cái người người ta được huân tập những cái điều thiện này từ trong quá khứ, thì những cái đời này khi mà sinh ra mà gặp những cái người này là người ta cảm thấy hoan hỉ. Vậy thì trong quá khứ cái người đó đã có cái ước muốn về điều này, cho nên là có cái sự thích thú với những cái việc này. Và khi mà nghe những cái giáo pháp dạng những cái điều thiện này và họ chấp nhận, hoan hỷ chấp nhận và sẽ thực hành theo những cái tư tưởng đấy, những cái giáo pháp dạng những cái điều này đấy. Còn có những cái người thì do ở trong quá khứ, do cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, họ đã không gặp được những cái pháp thiện này, luôn luôn sống với những cái pháp bất thiện ở thế gian. Cho nên là khi mà gặp những cái người trí thuyết giảng những cái điều thiện này, họ cũng không có để tâm, không có hoan hỷ, không có niềm tin và không có thực hành những cái điều thiện này. Thì vậy thì cái pháp mà những cái điều này hay là những cái thiện nghiệp của con người nó được tạo ra, nếu mà theo như là những cái điều gì mà nó để lại một cái điều ác, những cái điều gì nó để lại điều này, thì nó phải căn cứ vào cái tâm của cái người đó. Thế là nếu như mình hành động một cái gì đó với cái sự sai khiến của một cái tâm bất thiện, thì cái hành động đấy sẽ là cái hành động bất thiện hay là một cái việc ác. Nếu như mình làm hành động cái gì đó mà dưới cái ý muốn của một cái tâm thiện, thì đó là một cái việc nặng.
Vậy thì cái việc bất thiện này nó sẽ có nó chỉ có ba nó chỉ có ba loại khác nhau. Cái thể loại của cái bất thiện ấy, thì nó có ba thể loại khác nhau, đó là tâm tham, sân và tâm si. Vậy khi mà mình làm một cái việc gì đó mà với cái ý muốn của cái tâm tham nó khởi lên, cái tâm tham mình khởi lên một cái tâm tham một cái gì đó, sau đó mình hành động để mình đạt được cái mà mình đang tham, để thỏa mãn cái tâm tham đấy, thì đó được gọi là một cái điều ác. Khi mà mình làm cái việc đấy thì đó là điều ác. Ví dụ khi mình đang tham đắm vào một cái cảnh gì đó là thắc, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, rồi mình nói ra một cái lời gì đó để mình được thỏa mãn cái tâm tham đấy, cái lòng mong cầu đấy, thì cái lời nói đấy là cái điều, cái lời nói bất thiện, lời nói ác. Nên là cái thân của mình hành động để đạt được, để thỏa mãn được cái lòng tham đấy, thì được cái hành động đấy được gọi là ác. Hay là mình đang tức giận một cái gì đó với mà mình hành động để thỏa mãn cái sự tức giận đó, thì cái hành động đấy là hành động ác, hành động bất thiện. Và khi mình nói lên một cái lời nào đó để thỏa mãn cái sự tức giận đó, thì đó cũng là cái hành động bất, cái lời nói bất thiện, đó là điều ác. Và cái tâm si là khi mà mình có khởi lên những cái tâm như là phóng dật hay là hoài nghi, cái tâm mà mình cứ có cái sự năng xăng, không có định tĩnh, là cái sự phóng dật mà mình ví dụ như mình ngồi đây nhưng cái tâm của mình nó cứ ưa thích năng xăng, hướng đến cái này một tí, hướng đến cái kia một tí, nên nó sẽ điều khiển cho mình là đi đến cái nơi này cho nó thỏa mãn cái vui thích, đi đến cái chỗ kia để nó thỏa mãn cái tò mò vui thích. Thế thì mình cứ chạy theo cái sự điều khiển năng xăng của cái tâm, nó cứ đến đây một cái nó thích cái này, xong nó chán, nó thích nó lại chán, là mình cứ năng xăng như vậy. Thì cái đấy, cái hành động năng xăng đấy được gọi là phóng dật, và cũng là cái tâm bất thiện. Đó là gọi là tâm tham, sân, si. Mà mình khi mà mình khởi lên những cái tâm đấy, và mình cái tâm đấy nó điều khiển mình làm một cái việc gì, thì cái việc đó là việc bất thiện. Mà nhưng mà cái mức độ, cái thể loại thì nó chỉ có ba cái loại bất thiện đấy, nhưng mà cái mức độ bất thiện thì nó lại khác nhau. Có những cái người có cái tâm tham rất là cường thịnh, rất là mạnh, mà mạnh, nếu như cái tâm tham đấy được khởi lên nhiều lần, được nặng đi nặng nặng nhiều lần, thì cái mức độ của cái tâm tham đấy nó sẽ trở nên rất là dữ dội và mãnh liệt, và đến một lúc nào đó nó sẽ, cái người đấy không thể khống chế được, không thể khống chế được cái tâm tham, và bị tâm tham đấy nó sai khiến, và cái người đấy luôn luôn phải hành động nói năng theo cái sự điều khiển của cái tâm tham đấy. Hay là một cái người mà khởi lên một cái tâm sân, nhưng mà vì đó không có cái ý thức đoạn trừ cái tâm sân đấy, vì đó cứ để cho cái tâm sân đấy nó được khởi lên, và vì đó cứ tạo cái nhân duyên để cho nó khởi lên nhiều lần và liên tục, thì đến một ngày nào đấy cái tâm sân đấy nó cũng sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, và cái tâm bất thiện về tâm sân của vị đó sẽ rất là mạnh, và vì đó không kiềm chế được. Như là một cái người mà có cái tâm sân mà lập đi lập lại nhiều, đến lúc vị đó hoàn toàn không kiềm chế được, hơi một cái gì đó mà không như ý khởi lên là cái tâm sân của vị đó khởi lên, và khi tâm sân của vị đó khởi lên, vị đó mất kiểm soát về thân và mất kiểm soát về lời nói, và khi đã mất kiểm soát rồi thì vị đó sẽ trở nên rất là bạo ngược, rất là trở nên rất là ác độc, và vị đó có thể làm những cái việc ác rất là lớn. Thế là cái tâm bất thiện đó đã lớn lên rồi, thì vì nó sẽ làm cái việc ác lớn. Nhưng mà nếu như cái tâm bất thiện đó nó không đến nỗi quá là lớn, thì vì đó vẫn có thể kiểm soát được, kiềm chế được một chút xíu, thì có thể vì đó sẽ làm những cái việc ác, nhưng mà ở cái mức độ bình thường. Còn nếu mà một cái người nào mà có thể chế ngự được nó, thì vì nó sẽ kiểm soát được nó, và nó sẽ không bộc phát ra hành động và lời nói, nhưng nó có thể âm ỉ ở trong tâm. Còn với cái tâm tham cũng vậy, cái tâm tham thì nó cũng là một trong những cái tâm rất là mạnh mẽ, mặc dù nó không có thể hiện ra rõ ràng và dễ dàng cho người khác nhận thấy những cái tâm sân,
Nhưng mà thực tế là cái tâm tham nó còn chi phối ở trong tâm nhiều hơn là cả tâm sân. Một cái người mà có cái tâm tham, họ có thể sống triền miên trong cái tâm tham đấy, nếu như người đấy không biết cách chế ngự, không biết cách khắc phục nó, không biết cách loại trừ nó. Và cái tâm tham đấy nó có thể khởi lên rất là nhiều lần. Và trong cái quá trình tu tập để mà diệt trừ được những cái tâm như là tham, sân, si, thì cái việc mà chế ngự được tâm sân dễ hơn là chế ngự cái tâm tham. Tâm tham nó còn khó chế ngự hơn, vì nó có hai loại tham, như là tham về sự tà kiến và tham về sự ngã mạn. Vì cái tham mà tà kiến ấy thì nó còn dễ điều trị. Còn nếu tham về mà có cái sự ngã mạn, tức là ngã mạn là mình có cái tham ái với chính mình, thì nó rất là lớn, và lúc nào mình cũng cho cũng bám chấp vào cho cái ta của mình rất là quan trọng, thì lúc đấy là cái tâm tham về ngã mạn đó là cái tâm tham rất là khó điều trị nhất. Còn tham đắm hưởng thụ những cái bên ngoài thì có thể sẽ vẫn điều trị được, và những cái tâm sân thì cũng có thể điều trị được nó, và những cái tâm si mình có thể vẫn trong cái sự tu tập có thể điều trị được nó. Vậy thì một cái người mà muốn làm những cái điều này và ngăn làm những cái điều khác mà ở cái mức độ cao nhất, đó là mình phải diệt trừ tận gốc của những cái tâm ác, của những cái tâm bất thiện. Còn nếu như mà mình chỉ làm chế ngự nó ở cái mức độ bình thường ấy, thì cái điều lành đó chỉ là cái điều lành nó yếu. Có những cái điều, những cái việc lành, những cái việc thiện nó rất là mạnh, nhưng mà cũng có những cái việc thiện nó rất là yếu. Nó tùy theo cái hành động của mình. Như là một cái người nói là làm những cái việc này, nhưng mà mình chỉ làm những cái việc này ở bên ngoài. Ví dụ như là mình có một cái, là một cái người sống có đức tin, có kính trọng những cái bậc đáng kính, thì nó chỉ làm giảm bớt đi được cái tâm ngã mạn. Hay là một cái người đó có cái tâm bố thí, thì trong cái lúc mình bố thí nó giảm bớt được cái tâm bỏ sẻ, san tham, tức là nó giảm bớt. Nên tất cả những cái hành động này nó đều làm những cái hành động để đối trị với những cái tâm bất thiện của mình hết. Hay là một cái người mà có cái sự giữ giới, như là chế ngự mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì nó cũng là một cái hành động mà để mà chế ngự lại một phần những cái tâm bất thiện, như là cái tâm ác ý muốn sát sinh hại vật, hay là muốn làm khổ đau của những chúng sinh khác, của những người khác, làm khổ những cái người khác, đấy gọi là diệt trừ được cái tâm não tham. Hay là mình có thể giữ giới thì mình có thể đối trị lại những cái nỗi lầm ở nơi thân mình, đấy không làm những cái điều bất thiện ở nơi khẩu, lời nói mình có thể không nói những cái điều bất thiện nữa, thì sẽ chế ngự được những cái điều bất thiện ở thô thiển. Nhưng mà còn những cái tâm bất thiện mà nó ngủ ngầm ở trong tâm thì cái điều mà mình cần phải làm nữa đó là phải thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thì khi nào mà một cái người mà có cái sự thực hành về thiền chỉ với thiền quán, thì cái lúc đấy những cái điều, những cái tâm bất thiện, những cái tâm ác ý nó ngủ ngầm ở trong tâm ấy, nó mới được đè nén và nó có thể được diệt trừ. Khi mà thực hành về thiền chỉ, như là một cái người mà thực hành thiền tâm từ, thì cái người đấy sẽ đè nén được những cái tâm sân, sân hận, từ bi hỷ xả, thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm sân tận lận hối, là sân hận hay là ganh tị hay là bỏ sẻ hối đến hận. Thì những cái điều đấy là do mình tu tập những cái pháp thiền chỉ. Hay là một cái người mà có cái tâm tham thì tu tập về những cái pháp như là quán bất tinh, nó sẽ chế ngự được cái tâm tham. Hay là cái người mà có cái tâm phóng dật năng sân thì thực tập thiền hơi thở để chế ngự lại cái sự phóng dật năng sân. Nhưng mà ở cái thiền chỉ sẽ chế ngự được những cái tâm thô, cái tâm bất thiện thô trở thành cái vi tế, và sau đó về thực hành đến thiền quán. Thiền quán thì sẽ sát trừ những cái tâm bất thiện đấy, cho đến cái một cái lúc nào đó
những cái bất tâm, những cái tâm bất thiện này nó có thể được diệt trừ. Và những cái tâm bất thiện này được ví như là những cấu uế, nó chỉ là những cái cấu uế nó bám vào tâm. Cho nên là khi một người có cái công phu tu tập thì có thể rửa được nó đi. Nó giống như là một cái tấm gương mà trong suốt, một cái thời gian dài mà không có lau chùi thì cái bụi trần nó sẽ bám vào đấy. Và nếu như cái người nào mà cái bụi mà để càng lâu ngày thì cái bụi nó bám, nó sẽ chất chồng lên rất là dày. Và cái người đấy khi mà mình vệ sinh dọn dẹp này phải bỏ ra một cái thời gian rất là dài, bỏ ra rất nhiều công sức. Còn nếu như cái người nào mà người ta thường xuyên dọn dẹp thì cái bụi bám nó ít, và đến một cái lúc nào đấy người ta chỉ dùng cái vải người ta lau qua đi là nó, cái gương nó sẽ trong sáng trở lại. Thì cái tâm nó cũng được tương tự như vậy. Một cái người nào mà có cái sự tu tập thường xuyên, tức là mình có cái sự vệ sinh tâm của thường xuyên, thì cái người đấy đến khi mà mình tu tập mình sẽ cảm thấy cái tâm của mình nó sáng lên rất là dễ dàng. Còn có những cái người mà do cái cấu uế nó bám lâu lâu ngày lâu tháng thì bây giờ mình sẽ phải mất một cái thời gian lâu hơn, cái công sức bỏ ra phải nhiều hơn để mình dọn dẹp vệ sinh cái tâm, để đến một lúc nào đó cái tâm bất thiện ấy nó sẽ được dọn dẹp hết và cái tâm nó trở nên trong sáng trở lại. Thì một cái ngày nào đó mà mình không làm điều này thì là cái ngày đấy mình để cho cái cấu uế nó bám lên tâm, và trải qua như một thời gian dài không làm điều này thì cái cấu uế nó sẽ chất chồng lên. Thì cái làm cái điều này ở đây có nghĩa là mình có cái sự tu tập, ngay cả khi mà mình có những cái hành động về những cái điều này này thì cũng là mình đang thay đổi cái tâm của mình. Hay là một cái lúc nào đấy mình có thể tu tập về giữ giới, thì trong cái giữ giới nó cũng làm cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Hay là một cái người tu tập ở cái mức cao nhất nữa là có thể là hành thiền chỉ thiền quán, thì cái đấy cũng là làm cho cái tâm của người đó trở nên thanh tịnh. Vậy cái điều lành nó cũng phát sinh từ tâm, mà cái điều ác nó cũng phát sinh từ tâm. Vậy thì một cái người mà làm điều lành là cái tâm của người đấy sẽ thanh tịnh đấy. Càng làm nhiều thì cái tâm càng trở nên thanh tịnh hơn, tỏa sáng hơn. Còn cái điều ác thì đó là những cái cấu uế, làm những cái mỗi khi mình làm một cái điều ác nó chất chồng những cái cấu uế, những cái bất tịnh vào trong tâm. Ví dụ như là khi mình sát sinh, mình khởi lên cái ý muốn sát sinh rồi mình sát hại một cái con vật nào đấy, thì ngay trong cái lúc đấy là cái tâm sân nó đã khởi lên, mình phải có một cái ác ý. Thì cái ác ý đấy là một cái sân hận, cái tâm bất thiện. Và mình càng làm nhiều lần như vậy thì cái tâm bất thiện này nó sẽ càng khởi lên nhiều. Hay là một cái người nào mà có cái tính đấy trộm cắp, thì nói chung rất là mình phải có cái tâm tham cái tài sản, hoặc là mình sân hận, mình muốn phá hoại người khác, thì cái đấy nó cũng là những cái cấu uế. Khi mình làm những cái việc đấy là cái tâm của mình nó trở nên cấu uế. Thì tất cả những cái việc bất thiện đấy, mình làm cái việc bất thiện đấy nhưng cái tâm nó sẽ trở nên cấu uế. Vậy một cái người làm việc lành thì sẽ tâm nó trở nên thanh tịnh. Mà cái việc lành đấy mà mình một cái người hiểu ra cái việc lành nó cũng phát sinh từ tâm, những cái việc bất thiện nó cũng phát sinh từ tâm, vậy cái người đấy sẽ tu tập ngay ở trong nội tâm của mình. Thì cái người đấy có thể một cái ngày nào đó mình sẽ diệt trừ được hết tất cả những cái điều bất thiện ở trong tâm, mình phát triển cho cái tâm của mình trở thành thuần thiện. Đến một lúc mà cái ý nó được thay đổi hoàn toàn rồi, nó được diệt trừ hết những cái tâm bất thiện ở cái lúc đấy nó trở thành thuần thiện. Có những cái người thì sống thuần bất thiện, và cho nên là khi mà cái quả của cái nghiệp mà mình đã tạo nó có thể khiến cho một cái người đấy phải đọa xuống những cái cõi thuần thọ khổ, như là đọa vào địa ngục. Còn có những người làm những cái việc thiện nhiều thì có thể mình sẽ được sinh lên một cái cõi mà nó được hưởng toàn những cái phước này. Nhưng mà để trở thành, để mà làm cho cái tâm của mình nó trở nên thuần thiện,
đó là diệt trừ được hết những cái ác ý, những cái tâm bất thiện ở trong tâm. Thì đến một lúc nào đó cái tâm nó trở nên vô nhiễm, tức là nó không còn bị nhiễm bụi trần nữa. Thì đến cái lúc đấy là cái lúc an nhiên tự tại nhất, là cái sự chứng ngộ niết bàn, là cái lúc đấy mới thật sự là giải thoát. Thì làm cái điều này có nghĩa là mình phải hướng đến một cái điều mà đến một cái sự thuần thiện, là mình hướng đến một cái lúc nào đó mình tu tập làm cho cái tâm bất thiện nó không thể khởi lên được nữa, và làm cho cái tâm của mình nó chỉ còn lại một cái tâm thiện. Thì cái lúc đấy mới coi như là đã làm xong cái việc cần phải làm, đó là làm việc này. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ muốn điều ác chứa ác tất chịu khổ. Thì có những cái người làm cái việc ác thì sống ở trên đời, nếu mà những cái không phải là ai cũng là cái người có cái đã làm những cái việc thiện tốt đẹp từ trong quá khứ hay hiện tại. Nếu như mà một cái người nào đó mà mình đã biết làm việc thiện từ sớm thì mình đã được giải thoát từ lâu rồi. Còn nếu như mà đã là một cái chúng sinh còn trôi năn đến cái ngày hiện tại này, thì chứng tỏ rằng là mình đã làm một cái người chưa có làm những cái việc thiện đến nơi đến chốn, tức là có thể mình đã làm những cái việc bất thiện rất là nhiều. Và chỉ có những cái người mà biết dừng lại, tức là đến một cái chừng nào đó, đến một cái ngày nào đó mình có thể biết dừng cái việc ác lại, thì lúc đấy mình sẽ hướng theo cái việc thiện. Và nếu một cái ngày nào đó chưa dừng việc ác lại, thì sẽ còn trôi ở trong cái sinh tử còn lâu dài nữa. Một cái người có trong quá khứ, vô lượng quá khứ cũng đã từng có các đức Phật ra đời, và mỗi một đức Phật ra đời cũng đã từng giảng dạy những cái giáo pháp để khuyên mọi người là bỏ ác làm lành. Nhưng mà không phải là tất cả mọi người nghe mà có thể thực hành theo. Có những người thì sẽ thực hành theo và có những người không thực hành theo. Và những người nào thực hành theo thì những người đấy đã được giải thoát rồi. Còn những cái người nào mà ngang bướng, ngu si khó dạy bảo thì mới không có chịu dừng những cái việc ác đấy lại, cho nên vẫn còn trôi năn cho đến hiện tại. Và ở trong hiện tại này, nếu như những cái việc ác không được dừng lại vẫn cứ tiếp tục làm, thì những cái chúng sinh đấy lại tiếp tục lại trôi năn ở trong sinh tử cho đến tương lai, và chưa biết đến ngày nào mới chấm dứt. Thì một cái người mà biết dừng lại cái việc ác, thì cái người đấy cũng cái ngày nào mình dừng lại cái việc ác thì lúc đấy là mình cũng là cái người dừng lại cái khổ đau. Còn người nào mà mình còn tiếp tục cái việc ác thì cái ngày đấy thì mình sẽ còn trôi năn ở trong cái khổ đau. Vì một cái người nào chỉ có những cái người trí khi nào mà biết được cái quả của ác nghiệp, biết sợ hãi những cái quả của ác nghiệp đấy, thì cái người đấy sẽ biết dừng lại những cái việc ác. Bởi vì một cái người có cái tâm tàn quý, tức là có cái sự sợ hãi đối với những cái điều tội lỗi, biết hổ thẹn những cái điều tội lỗi, thì cái người đấy mới dừng lại cái việc ác. Còn cái người đấy không biết sợ hãi những cái điều tội lỗi thì họ sẽ không biết dừng lại những cái điều những cái việc ác. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho những cái người người ta đang làm ác, người ta có thể sợ hãi, người ta có thể sợ hãi những cái điều tội lỗi đấy? Khi mà Đức Phật còn tại thế thì có khi Đức Phật có thể là thuyết giảng đạo pháp cho những cái người nào tu tập, vì đấy có thể phát triển lên những cái trí tuệ như là thiên nhãn minh, vì đấy có thể thấy được những cái quả của những cái nghiệp bất thiện và những cái nghiệp bất thiện, và vì đó biết sợ hãi. Đôi khi Đức Phật có thể dùng những cái thần thông của mình khiến cho những chúng sinh có thể thấy những cái cảnh cái con địa ngục, những cái quả, những cái nghiệp mà những cái chúng sinh ở trong địa ngục đó đã tạo. Hay là Đức Phật có thể dùng thần thông để cho những cái chúng sinh thấy được những cõi thiên giới và những cái nghiệp thiện mà những cái chúng sinh đó đã tạo.
Thì khi mà một cái người mà thấy được cả cái nghiệp, những cái cõi khổ đau, có những cái cõi khổ đau như thế, họ sẽ sợ, họ biết là cả có nhân có quả, những cái hành động thiện sẽ để lại cái sự an vui và những cái hành động bất thiện sẽ để lại cái quả báo khổ đau. Nhưng mà cái khả năng đấy không phải là ai cũng có thể làm được. Vì Đức Phật thì có khả năng đấy, nhưng mà không phải ai có nhân duyên mà được gặp Đức Phật, và có nhân duyên được Đức Phật dùng cái thần lực của mình để thuyết giảng giáo pháp cho cái người đó cảm thấy sợ hãi những điều ác. Vậy thì sau này thì chỉ những người nào mà có trí tuệ, khi mà mình suy luận trên cái giáo pháp, mà do mình nghe giáo pháp mình có thể suy luận, mình có cái sự phân tích và mình có cái niềm tin, tức là có cái sự chấp nhận về cái nhân quả này, mình có thể nhìn trước mắt mình đó là những cái người nào mà làm những cái điều tốt, những cái điều này thì những cái người đấy có thể sẽ gặp những cái chuyện tốt đẹp, và mình chấp nhận cái sự công bằng, đó là cái người nào mà làm những cái việc thiện thì sẽ được hưởng cái phước này, cái việc ác thì sẽ chịu cái sự quả báo khổ đau. Và học ở trong cái giáo pháp, trong kinh điển của Đức Phật, Đức Phật diễn giảng những cái pháp nói về thiện ác chánh tà, thì một cái người nào mình có niềm tin với Đức Phật và mình có thể tin vào cái giáo pháp của Đức Phật, thì cái người đấy chấp nhận cái tư tưởng đó, cái quan điểm đó là có cái nhân của những cái hành động bất thiện, và cái vị đó sẽ từ bỏ những cái điều bất thiện đấy. Vậy thì chỉ có những cái người nào có trí tuệ có thể hiểu được cái pháp của Đức Phật, và thì cái vị đó sẽ biết sợ hãi với những cái điều tội lỗi, những cái nỗi nợ, thì cái vị đó sẽ từ bỏ những cái ác nghiệp. Thì những cái ác nghiệp mà ở thế gian quan điểm với những cái ác nghiệp mà do Đức Phật thuyết giảng đôi khi nó khác nhau. Như ở thế gian mà quan điểm về cái việc ác thì người ta nói là dụ như là những cái việc gì như là sân hận, là làm hại đến người khác hay đến chúng sinh khác, cái điều đó có thể được coi là việc ác. Còn những cái việc mà mình cảm thấy như là nó không có làm hại đến ai, và mình lại cho rằng đó không phải là việc ác. Ví dụ như là hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, như là một người đó tham đắm với cảnh sắc, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, thì người ta nghĩ là những cái này nó chẳng có làm hại đến ai cả, đó chỉ là những cái mong muốn của mình. Thì những người khác không có quan niệm như ở đời, người ta nghĩ là đó không phải là việc ác, và người ta không có biết xa lìa tránh né những việc đấy. Nhưng mà ở trong cái quy luật về cái nghiệp báo, về cái tâm, ở trong cái sự nhân quả, nó trổ quả là nó do cái tâm của con người. Ví dụ khi mà mình khởi lên một cái tâm tham, mình chết với tâm tham đấy, mình vẫn đọa vào những cái cõi khổ như là địa ngục hay là quỷ súc sinh. Một cái người chết với tâm sân cũng có thể đọa vào địa ngục hay là quỷ súc sinh. Một cái người chết với tâm si cũng có thể đọa vào những cái cõi khổ như vậy. Vậy thì tất cả những cái điều bất thiện đấy nó cũng là như nhau. Vậy thì một cái người mà hiểu ra một cái điều ác đó, đó là khi mà một cái người mình hưởng thụ những cái thú vui ở thế gian này, mình không có chừng mực, thì đó cũng là việc ác. Còn những cái việc đánh nhau hay là sát sinh hại vật thì đó cũng là việc ác. Cái sự si mê tà kiến chỉ là một cái niềm tin của mình thôi, nhưng mà mình tin vào một cái điều sai trái, đó cũng là một cái điều ác, đó cũng là cái việc ác, đó là ác nghiệp. Nhưng mà mình tin vào một cái gì đó nó không có thật, thì cái đấy nó bị gọi là tà kiến, và cái đấy là sai trái. Mà cái khả năng của một con người phàm phu thì nó rất là giới hạn. Có những cái mà mình chỉ thấy bằng mắt thường thì nó khác, nhưng mà một cái người mà có cái con mắt tuệ thì sẽ thấy nó khác. Mình chỉ thấy những cái gì mà mình thấy bằng mắt thường, mình chỉ tin những gì mình có thể mắt thấy, tai nghe, và mình tin vào những cái điều đó, thì sẽ có rất là nhiều những cái mà mình không thấy. Con mắt thường mình không thấy, tai mình không nghe được, như là có trời mình không thể thấy, địa ngục mình không thể thấy,
Vậy thì cho nên là có những người người này sẽ có cái niềm tin là không có cõi thiên giới, không có cõi địa ngục. Thì vị đó sẽ nghĩ là không có cái quả báo của cái điều ác, không có cái phước báo của những cái điều thiện. Thì đấy cũng là một cái niềm tin, và đấy cũng là một cái tà kiến. Một cái người mình chỉ khởi lên cái tư tưởng như vậy, mà mình chết mà mình vẫn còn chết với cái tư tưởng là nó là không có nhân, không có quả, chết rồi là hết. Mình chỉ cần chết với một cái tâm như vậy thì cũng sẽ đọa vào ác thú, cũng sẽ đọa vào địa ngục, là quỷ súc sinh. Nên đấy là có những cái điều nó rất là những cái việc ác, đôi khi mình không không biết được, thì nó rất là vi tế ở trong tâm mình, khi nó thể hiện ra bằng cái hành động của bên ngoài, khi nó thể hiện bằng cái lời nói. Nhưng mà cái sự thể hiện bằng cái hành động cũng là do cái tâm của mình nó điều khiển, và lời nói cũng là do cái tâm của mình nó điều khiển. Vậy những cái ác nó khởi lên ở trong tâm, đó là những cái điều ác mà mình cần phải ngăn chặn nó, chứ không phải là ở hành động và hay lời nói, mà nó phải là ở trong tâm. Khi trong tâm của mình đã ngăn chặn được nó rồi thì nó sẽ không phát ra bởi hành động và lời nói nữa. Đây, một cái người mà làm cái điều ác, đó là mình những cái điều bất thiện ở trong tâm mình mà mình có cái sự tu tập để diệt trừ nó, thì đấy là mình đang ngăn ngừa những cái việc ác. Mình diệt trừ những cái ác bất thiện ở trong tâm đấy thì bằng cái cách mình phải tu tập những cái tâm thiện lành lên. Vậy thì một cái người mà có cái sự tục thực hành về thiền chỉ thiền quán thì là cái người đó sẽ diệt trừ tận gốc rễ của những cái việc ác mà ở cái mức độ sâu nhất, mạnh mẽ nhất. Còn nếu như mình làm những cái việc thiện lành khác thì nó cũng là cái việc thiện, nhưng mà nó chỉ chế ngự ở cái mức độ thấp, mà nó không thể diệt trừ ở cái mức độ cao như một cái người có cái sự tu tập về tâm và tu tập về tuệ. Thì ở những cái mức độ tu tập đấy thì nó mới tốt. Nếu người làm việc thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Thì một cái người mà mình làm một cái việc thiện xong rồi mình hài lòng và mình nghĩ rằng như thế là đủ rồi, và mình không làm nữa, thì cái việc thiện đấy nó một ngày nào đó nó sẽ bị những cái ác nó nấn ác, và có thể là cái nhân thiện đấy không có cơ hội mà chuộc quẩy. Bởi vì trong hàng ngày hàng giờ, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái hành động, một lời nói của mình là đang gieo nhân, là đang gieo nhân liên tục. Nếu mình chỉ gieo một cái nhân thiện rồi sau đó mình gieo vô vàn những cái nhân bất thiện vào đấy, thì cái nhân thiện đấy không trổ quả được. Cũng giống như mình gieo một cái hạt giống xuống mảnh đất, sau đó mình để kệ nó, để cho cỏ nó cỏ dại nó nấp nên, thì cái hạt giống ấy nó sẽ bị tiêu diệt, nó không có cơ hội để mà nảy nở lên được. Cũng vậy, nếu như mình làm quá ít việc thiện mà mình mong muốn rằng mình sẽ được hưởng những cái điều an vui lâu dài, thì cái điều đó rất là hiếm, rất là khó có thể đạt được. Vậy thì một cái việc thiện mình làm một lần là không có đủ, mà mình phải làm thường xuyên hàng ngày. Thế mình làm sao tạo cho mình được cái thói quen là luôn luôn làm việc thiện, luôn luôn làm việc thiện. Và để cho cái việc thiện đấy nó có cái cơ hội trổ quả thì nó phải là một cái nghiệp rất là mạnh. Một cái người nào đó mình làm một cái việc gì đó rất mạnh thì cái nghiệp đấy nó sẽ trổ quả lớn. Ví dụ như là có những người ta sẽ chọn cho mình một cái việc thiện gì đó phù hợp mà người ta sẽ thực hiện nó một thời gian lâu dài, thì cái nghiệp đó sẽ là rất là mạnh. Ví dụ như là cái người đấy có thể chọn cho mình một cái pháp là ví dụ như là cái pháp là bố thí, và người ta thường xuyên bố thí, người ta không phải là chỉ bố thí một lần, người ta thường xuyên như vậy hàng ngày, hoặc là có cái định kỳ. Nếu mà cái việc đó được lặp đi lặp lại nhiều thì cái nghiệp về cái pháp bố thí đó sẽ rất là mạnh. Hay là một cái người giữ giới, và ví dụ như là vì đó giữ năm giới hay tám giới của Phật tử, hay là một cái người tu tập giữ giới,
thì lúc nào cái tâm của vị đó cũng hướng đến cái sự giữ giới, ngăn ngừa mình và không để cho mình vi phạm những cái điều giới đó, thì những cái nghiệp thiện về cái giữ giới của đó, của cái vị đó rất là mạnh. Hoặc là có những cái vị thì sẽ chọn những cái nghiệp thiện như là hành thiền định, vì đó sẽ thường xuyên thực hành thiền định, đó thực hành ngày nào cũng thực hành và thường xuyên thực hành, như vậy thì cái nghiệp về thực hành thiền của vị đó sẽ rất là mạnh. Có những người thì thực hành về thiền quán và trở thành cái nghiệp của đấy nó sẽ trở nên rất là mạnh. Thì những cái việc thiện như thế nó mà được làm thường xuyên, được tu tập thường xuyên thì nó mới trở nên rất là mạnh. Vậy thì một cái người có làm một cái tu tập về tâm thì luôn luôn phải giữ cái chánh niệm, tức là chánh niệm tức là hướng tâm mình về một cái điều chân chánh, và mình giữ tâm mình ở một cái điều chân chánh đó. Ví dụ như là một cái người bị đó bố thí xong, vì đó luôn tưởng nhớ về cái việc bố thí đó với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm ni tham, tức là xả thí ni tham, và vì đó luôn luôn hoan hỷ với cái hành động đấy, thì cái tâm của vị đó luôn luôn được an trú trong cái điều thiện đời. Chứ nếu như vị đó làm xong rồi vị đó không hoan hỷ, không có hướng tâm, không có nhớ nghĩ đến cái điều mà vị đó đã làm, thì lúc đấy cái tâm của cái vị đấy sẽ tràn ngập những cái tà, những cái tà niệm, những cái tạp niệm, hay là những cái tâm bất thiện. Hay là một cái người mà có cái hành động như là giữ năm giới, và khi mà mình giữ giới một cách thành công, ví dụ như là giữ giới một cách không sát sinh, và khi mình gặp những cái con vật mà trước kia mình sát hại nó, mà bây giờ mình thay đổi là mình giữ mình không sát hại nó, hay là trước kia mình có cái tánh lấy trộm, mà bây giờ mình thấy những cái vật của người khác mình không lấy trộm, trước kia mình có tánh tà dâm mà bây giờ mình không tà dâm, trước kia mình hay nói dối mà bây giờ mình không nói dối, trước kia mình uống rượu mà bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh có người khác ép mình uống rượu mà mình cũng không uống rượu, thì lúc đấy là vì nó giữ giới thành công. Khi giữ giới thành công thì nó cảm thấy hoan hỉ, hân hoan về cái điều mà mình vừa mới làm được, thì đấy là một cái tâm thiện. Nếu như vị đó luôn luôn giữ được cái tâm thiện đó thì đó nó cũng là một cái chánh niệm, và vị đó cứ luôn luôn duy trì những cái điều đó ở trong tâm, thì cái làm cho cái tâm của đó, của cái vị đấy nó trở nên thuần thiện, và nó những cái tâm bất thiện nó không có cơ hội nó sinh khởi. Hay một cái người mà có cái niềm tin kính Đức Phật, vì đó hoan hỷ cung kính với những cái hạnh của Đức Phật, trí tuệ và đức hạnh của Đức Phật khiến cho vị đó kính ngưỡng, cho nên là lúc nào vị đó cũng hướng tâm đến đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật, vì đó hoan hỷ với đức hạnh trí tuệ của Đức Phật, thì cái tâm của vị đó sẽ là thuần thiện, sẽ không có khởi lên những cái tâm ô nhiễm. Thì đó cũng là một cái điều thiện đó. Mình có thể là kính lễ Phật một lần, nhưng mà những cái tâm hoan hỷ về những cái đức hạnh của Đức Phật phải được duy trì ở trong tâm mình liên tục liên tục. Mình có thể là có một lần mình bố thí hay cúng dường, mình có thể thực hiện nó một lần, nhưng cái tâm hoan hỷ, cái tâm bố thí đấy nó phải được duy trì ở trong tâm mình liên tục lâu dài, để cho những cái ô nhiễm, những cái bất thiện nó không có khởi lên. Còn nếu như mình không duy trì được những cái đấy thì tâm bất thiện nó sẽ khởi lên. Thì cái hành động thì mình có thể làm hành động một hai lần, nhưng mà cái tâm khởi lên cái hành động đấy phải được duy trì liên tục, thì cái tâm thiện đấy, nó cái nghiệp thiện đấy nó mới trở nên mạnh mẽ, và nó có thể trổ quả cái điều trổ quả an vui an đạt. Hay là một cái người mà thực hành thiền cũng thế, thực hành thiền niệm hơi thở, thì cái vị đó có thể duy trì cái tâm mình nhận biết hơi thở liên tục suốt thời thiền, và ngay cả khi xả thiền trong cái hành động hàng ngày, vì đó cũng giữ tâm mình trên cái đề mục thiền đấy, thì cái tâm của vị đó cũng được thanh tịnh, cái sự định tĩnh cũng được duy trì liên tục, thì những cái pháp ô nhiễm, những cái tâm bất thiện nó sẽ không có cơ hội nó khởi lên. Hay là vị đó thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả cũng thế, hay cả lúc vị đó ngồi thiền, hay cả lúc vị đó xả thiền, thì vị đó vẫn phải giữ cái tâm đấy. Một vị mà thực hành đến thiền quán, vì đó phân biệt được danh sắc, phân biệt năm uẩn, phân biệt được các cái nhân duyên, phân biệt được cái tam tướng vô thường của vô ngã, thì ngay cả trong lúc hành thiền hay lúc xả thiền mà cái tâm của vị đó vẫn trú trong những cái pháp tuệ quán đấy,
cái pháp tuệ quán đấy thì nó sẽ được an trú. Nhưng mà một cái người tu tập một cái thiện pháp, tu tập một cái thiện pháp không phải là vì nó tu tập xong một thời gian, một ngày, hai ngày rồi vị đó cảm thấy thỏa mãn, rồi vị đó buông bỏ, vị đó trở về không cần tu tập nữa. Tức là vị đó khi mà vị đó nghĩ là mình tu tập thế là xong rồi và giờ không cần tu tập nữa, thì ngay khi vị đó xả, tức là với cái tâm là xả cái điều thiện này, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ bắt lấy một điều bất thiện và nó gửi đến những cái điều bất thiện đấy. Và cái lúc đấy cái tâm nó sẽ ô nhiễm trở lại. Ví dụ như là bây giờ một cái người Phật tử đi chùa thọ bát quan sát giới, nghĩa là hôm nay mình sẽ giữ tám giới, rồi chỉ trong một ngày một đêm, và hôm nay thì mình sẽ có được cái hạnh của cái sự giữ giới đấy, và ngày mai mình về mình sẽ không còn cái hạnh giữ giới đấy nữa. Thì hôm sau cái hôm đấy thì mình cố gắng mình chế ngự, đó là không có ăn phi thời, hay là hôm đấy mình không có múa hát, xem khe múa hát. Thì cái hôm đấy thì cái tâm nó sẽ được thanh tịnh. Tức là cái ngày hôm mà mình cố gắng tu tập thì cái tâm được thanh tịnh. Và đến cái ngày hôm sau mình trở về mình lại tiếp tục ăn phi thời và tiếp tục múa hát, xem khe múa hát. Thì lúc đấy cái tâm nó lại ô nhiễm trở lại. Ô nhiễm trở lại thì lúc đấy mình đã làm cho nó thanh tịnh được một chút thôi. Mình làm cho nó thanh tịnh được một chút, sau đó mình buông bỏ cái pháp thiên đấy thì cái tâm nó lại ô nhiễm trở lại. Nhưng mà nếu như mà khi mà cái lúc mặc dù mà mình đã hết cái ngày giữ giới rồi nhưng cái tâm của mình vẫn có cái sự hoan hỉ đối với cái việc giữ giới đấy, mình hoan hỉ với cái tám giới đấy, và mình luôn luôn cảm thấy hân hoan thích thú đấy, thì cái lúc đấy cái tâm của mình nó vẫn được thanh tịnh. Tức là cái tâm của mình vẫn tưởng niệm, vẫn tưởng niệm về những cái điều giới hạnh mà mình đã tu tập, thì cái tâm nó được thanh tịnh. Còn nếu như mình từ bỏ cái hành động đấy rồi nhưng cái tâm của mình không còn duy trì cái chánh niệm nữa thì những cái ô nhiễm nó mới sinh vào. Và tất cả những cái pháp thiện pháp cũng thế, mình hành động xong, tức là mình làm cho cái tâm của mình nó, cái tâm của mình nó xa lìa những cái ô nhiễm. Khi mà những cái ngày mà mình tu tập những cái điều thiện, mình làm những cái việc thiện đấy, là mình làm cho cái tâm của mình nó trở nên cao thượng, làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Và ngay cả khi mình không làm cái việc đấy nữa, mình vẫn phải giữ cái sự thanh tịnh và giữ cái sự cao thượng của cái tâm đó, thì cái điều thiện nó vẫn cứ tiếp tục được duy trì, và những cái điều ô nhiễm nó không có sinh vào. Thì lúc đấy mình vẫn thoát được những cái pháp bất thiện và vẫn phát triển được cái tâm thiện. Thì tâm thiện thì nó có ở cái mức tương đối và có ở cái mức tuyệt đối. Thì khi mà mình làm những cái việc thiện ở cái phước lành ở thế gian này thì đó là những cái việc thiện tương đối. Ví dụ như là mình có cái phước lành như là giữ giới, bố thí, cung kính, phục vụ, hay là làm những cái việc như là hành thiền chỉ, hay là làm những cái việc mà nó để lại cái nhân lành, nó để lại cái phước lành ở tương lai, thì đó là cái pháp thiện tương đối. Còn khi nào một cái người có thể phát triển được trí tuệ, đoạn trừ được hết những cái tâm bất thiện để trở cho cái tâm của mình nó trở nên thuần thiện, thì lúc đấy nó mới đạt được cái pháp thiện tuyệt đối. Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín muồi, khi ác nghiệp chín muồi người ác mới thấy ác. Thì có những cái quan niệm ở quan niệm của thế gian về cái thiện ác thì nó rất là khác nhau, có rất nhiều tư tưởng dạy những cái điều khác nhau, rất nhiều những cái học thuyết nói những cái điều khác nhau. Những cái luật pháp ở đời cũng thế, ở quốc gia này thì quy định khác, ở quốc gia khác quy định khác. Tức là mọi người sống ở thế gian cái quan niệm về thiện ác nó chỉ theo một cái pháp tục đế, tức là do một cái nhóm người đấy quy định với nhau là làm cái việc này là thiện, làm việc kia là ác. Ví dụ như là có những cái người quy định với nhau là thiện thì có không giết người, ai giết người thì đó là ác. Còn giết những con vật thì là chuyện bình thường, không phải là ác. Thì đấy là do con người ở một cái dân tộc nào đấy quy định nên.
quy định đến đây là thiện, đây là ác. Thế còn những cái pháp mà thiện ác mà cái pháp mà Đức Phật đã chế định thì do Đức Phật thấy được những cái pháp chân đế, tức là thấy được cái tâm nó sinh khởi lên, và những cái nghiệp nó để lại là cái nghiệp đấy nó bám theo cái tâm của cái vị đó. Nếu mà cái tâm thiện thì nó khởi lên trong cái lúc mình làm một cái nghiệp gì đó thì đó là nghiệp thiện. Và sau này khi mà mình hưởng một cái phước lành thì cũng là do cái tâm của mình, cái sự cảm thọ của mình, cái căn tiếp xúc với cảnh trần của mình đạt được những cái điều mình ưa thích, những cái điều mà mình mong muốn ấy, thì đó là những cái nghiệp thiện. Còn khi mà mình làm một cái việc bất thiện cũng thế, đó là một cái tâm bất thiện thì mình nó khởi lên, thì những cái nghiệp thiện nó cũng bám theo cái tâm của mình, và sau này nó cũng sẽ trổ quả cũng vào cái tâm của mình. Thì Đức Phật thấy được cái pháp chân đế như vậy, cho nên là Ngài mới phân tích ra được những cái thiện và cái ác. Và nó sinh, nó là cái gì, nó là nhân và nó sẽ trổ cái quả khác nhau, chứ nó không phải là những cái thiện ác mà như con người ta quy định, quy ước hay là chế định ở trên đời. Vì vậy cho nên là rất nhiều những cái người ở trên đời, người ta sống sinh hoạt hàng ngày, người ta sinh hoạt với việc ác mà người ta không có biết. Ví dụ như là hàng ngày người ta uống rượu bia mà người ta nghĩ rằng đây là cái chuyện bình thường. Không ai ở trên đời này là cấm, ngăn cấm điều đó cả. Vì những cái điều đó được phép lưu hành người xã hội. Uống rượu bia, thuốc lá hay là hưởng thụ những cái dục lạc như ăn ngon, hay là hưởng thụ những cái làm những cái việc như sát sinh, những cái con nuôi vật thì người ta cho rằng đó là cái chuyện bình thường. Cho nên là có những cái việc ác mà đôi khi mình, người ta vẫn coi nó là cái việc bình thường, bình hiền. Người ăn thấy là hiền khi ăn chưa chín mùi, khi ăn chín mùi rồi người ăn mới thấy ác. Rồi thì có nhiều cái những cái pháp tà kiến như vậy, đôi khi ở dân gian người ta hay có những cái pháp như là tế lễ, ở trong cái pháp tế lễ đấy hay là tổ chức những cái lễ hội, và người ta cứ nghĩ rằng như thế đây là một cái điều tốt, nên là và người ta phải trong những cái pháp đấy người ta phải có những cái bất thiện, như là người ta dùng máu thịt để cúng tế thần linh quỷ thần, thì đó cũng là một cái điều mà những người khác người ta coi rằng đó là hiền, đó là phước thiện. Vì khi mà cái ác nó chưa chín mùi, như ngay khi Đức Phật cũng còn tại thế vẫn có rất là nhiều những cái vị đạo sĩ, người ta dùng mỗi một cái đàn tế người ta sát hại rất nhiều sinh linh, sát hại rất nhiều sinh mạng, và người ta cứ nghĩ rằng đó là một cái việc thiện, đó là một cái việc tốt nên làm. Nhưng mà chỉ có khi nào mà nó trổ quả rồi, ví dụ như khi nào mà cái lúc bị đó làm thì đó không hề biết đây là việc tội lỗi. Ở thế gian bây giờ rất nhiều người mình đang sống tạo những cái ác nghiệp, làm những cái điều tội lỗi, nhưng mà người ta không có cho rằng đây là tội lỗi, mà người ta cho rằng đây là một cái việc bình thường, việc tốt đẹp. Thì người ác thấy là hiền khi ăn chưa chín mùi, còn khi ăn chín mùi rồi thì người ác mới thấy ăn. Đúng là đôi khi mà một cái người mà người ta có thể là cho là mình là một cái người tốt, một cái người gọi là một cái đấng anh hùng, luôn luôn là trừ gian diệt ác, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người yêu quý, vì cái người đấy sẽ làm những cái việc đó là sẽ tiêu diệt những cái người ác. Vậy thì bây giờ một cái người ác là chuyên môn đi hại người này, và có một cái người luôn luôn đi hại cái người ác đấy, vậy thì người nào là người lành, người nào là người ác? Một cái người mà chuyên môn là đi bắt nạt, đi ăn cướp, và một cái người chuyên môn là đi xử bắn cái người ăn cướp đấy, thì cái quả báo của hai người này sẽ như thế nào? Cái quả báo đến khi mà vậy thì một cái người mà người ta hại người lành, người ta cũng có cái ác nghiệp,
Nhưng mà một cái người mà khi mà mình hại một cái người ác ấy, đương nhiên là lúc ấy trong tâm của mình nó cũng phải khởi lên một cái tâm bất thiện, nhưng mà nó khác nhau, nó vẫn có cái sự khác nhau. Là đôi khi là trong trong cái pháp thiện nó đấy cũng là nó có cả thiện, nó có cả bất thiện. Đó là cái người đấy có cái sự còn bảo vệ những cái người tốt, và cái người đó phải làm một cái việc bất thiện, thì sau này người đó sẽ có những cái quả báo. Khi mà cái quả báo của cái nghiệp mà mình khởi lên một cái tâm sân nó khởi lên, thì lúc đấy nó để lại ác nghiệp. Khi mà mình khởi lên một cái tình thương, một cái tâm bi, mình thấy một cái người khác khổ đau mình muốn cứu khổ, thì đó là một cái tâm thiện. Và hai cái quả báo này nó sẽ trổ ở hai thời điểm khác nhau. Khi nào cái quả báo của cái tâm sân đối với người ác kiếm khởi lên, vì đó vẫn phải trả cái quả báo bất thiện khổ đau. Khi mà cái quả báo của cái tâm mà tình thương muốn bảo vệ cái người khác nó trổ quả, thì cái người đấy sẽ được hưởng cái phước. Đấy là mình có cái tâm mà bảo vệ người khác làm cái việc bất thiện thì nó cũng để lại quả báo. Nhưng mà bây giờ có những cái người mà mình làm những cái việc đó là mình chỉ sống, mình chỉ chăm cho cái bản thân mình, nên là được hưởng thụ những cái dục ở giác quan, và mình cảm thấy đó là cái chuyện bình thường. Thì khi mà mình chết đi mà mình vẫn còn chết với những cái tâm đó, thì lúc đấy mình mới biết được cái quả của cái ác nghiệp. Ví dụ như là một cái người khi say sưa nghiện ngập, người mà đã trở nên nghiện rượu rồi mà người ta chết với một cái tâm vẫn còn thèm muốn đối với này, những cái chất nghiện đó, thì đương nhiên cái người đã chết sẽ phải đọa vào ác đạo, sẽ phải đọa vào ba đường ác. Mặc dù cái điều đó, cái điều mà cái người đó sống ở trên đời chẳng có cuối lời đến ai, chẳng làm phiền đến ai cả, vì đó chẳng có làm việc ác gì với ai, chẳng có gây oan trái gì với ai, mà tại sao vì đó chết thì đó vẫn phải đọa xuống có gì, vẫn phải đọa làm ngạ quỷ, vẫn phải đọa làm súc sinh. Thì đó là cái người ác, tức là cái lúc đấy cái tâm, ngay cái tâm tham này cũng được gọi là tâm ác. Nhưng mà cái ở đời người ta không có gọi cái điều đó là ác, và người đời người ta vì cái người mà không có không phải là một cái người được học cái pháp giác ngộ, người ta sẽ không biết phân biệt thiện ác. Vậy thì cái thiện ác nó vi tế chỉ có Đức Phật, vì có cái tuệ giác với cái sự giác ngộ của mình, và ngài thấy rõ những cái quả báo của những cái ác nghiệp là đây là ở trong tâm, nên là ngài mới coi tất cả những cái tâm bất thiện để tham sân si đều là ác. Một cái người mà là thấy những cái điều bình thường mình không phân biệt được nó là thiện ác, là thiện hay ác, là mình cứ sống với những cái hành động hàng ngày với cái tâm bất thiện ấy hàng ngày, và đến khi sau này cái nghiệp quả nó vẫn cho ra quả, vẫn chịu những cái quả báo khổ đau ở tương lai. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi người hiền thấy là thiện. Đôi khi có những cái việc mà ở trên đời này, mà đôi khi cái việc thiện mà những cái người khác lại cho rằng đó là việc bất thiện, đôi khi đó là một cái việc tốt, mà có thể là những cái người khác vẫn cho rằng đó là một cái việc xấu. Ví dụ như là một cái người mà khi mà có cái tâm mà như là bố thí, khi mà mình bố thí thì mình nó sẽ hao cái tài sản của mình đi, và những cái nếu như là những cái ở trong nhà, trong gia đình mà có hai người sống với nhau, trong đó có một người thì có cái niềm tin và mình hay mang cái tài sản vật chất đi để bố thí cho người khác, nhưng mà từ cái người còn lại không có cái niềm tin đó và cho là cái hành động đó là bất thiện, mình đã làm cho cái tài sản chung người trong gia đình nó bị hao tổn. Thế nên là một cái điều tốt mà có thể một cái người khác vẫn
cho rằng đó là một cái điều xấu. Như là một cái vị đó có thể bố thí tài sản thì có thể chấp nhận được, nhưng mà có những cái tài sản quý báu, ví dụ như là trong chuyện tiền thân mà Bồ Tát Thích Sankara bố thí tài sản thì không ai nói gì, nhưng mà khi mà ngài bố thí đến những cái bảo vật quốc gia như là voi báu thì thần dân phẫn nộ, không ai chấp nhận được, người ta đuổi đi, người ta đuổi ngài ra khỏi đất nước. Mà đến khi trên cái con đường đi rồi đi vào trong rừng để ở ẩn, mà có người đến xin con ngài bố thí, có người đến xin vợ ngài cũng bố thí, thì đối với một những người bình thường nghĩ rằng là bây giờ có thể cho tài sản, bố thí đến tài sản cũng là quá rồi, và bây giờ bố thí đến những cái bảo vật cũng là quá lắm, bây giờ bố thí vợ, bố thí con có ai làm đó. Đối với người thế gian thì đó có thể là một cái ý điều an, nhưng mà đối với cái tâm của một cái vị mà có cái thiện tâm rất là mạnh thì cái vị đấy mới làm được cái, mà cái điều đó lại là một cái điều rất là mạnh, cái điều thiện rất là lớn đấy, được gọi là cái pháp bố thí ở cái mức bậc thượng, bậc thường nó vẫn còn là cái pháp bố thí bậc thường, nhưng mà nó rất là cao, cao nhất trong những pháp bố thí bậc thường. Rồi đến pháp bố thí bậc trung là có thể bố thí là những cái phần ở trong thân thể mình, bố thí bậc thượng là có thể bố thí là cái thân mạng của mình. Ví dụ như là một cái người mà người ta dám bố thí cái thân mạng của mình cho một cái con cỏ ăn hay cho một cái con vật khác, nó làm một cái bữa ăn. Những cái điều đó có thể những cái người khác không hiểu được, có thể cho rằng đó là cái việc ăn. Nhưng mà những cái kết quả của những cái việc thiện đó, những cái việc thuận đó nó khởi lên bởi một cái thiện tâm rất là mạnh, một cái thiện tâm rất là lớn của những cái môn, của những cái vị Bồ Tát, và chính những cái hành động mà rất là mạnh mẽ đấy thì sau này mới cho ra những cái quả đó là trở thành những bậc có trí huệ toàn giác như Đức Phật, thì cũng mới có những vị Đức Phật ra đời. Tức là có những người có thể làm được những cái việc khó làm như vậy thì vì đó mới trở thành một cái bậc hy hiếm có ở trên đời, đó là trở thành những vị bậc toàn giác. Thì đôi khi là có những cái người hiền thì cho là ác, khi mà một cái người mà làm những cái việc thiện mà người khác thì cho rằng đó là việc ác, thì khi mà cái việc thiện đó chưa chín mùi, khi việc thiện chín mùi rồi thì cái người hiền đó mới biết đó là cái việc thiện. Như là hành tất cả những cái việc làm hàng ngày, những cái quan điểm, những cái tư tưởng khác nhau, những cái người mà có trí tuệ biết là những cái việc thiện nên làm, nhưng mà những cái người ngu thì người ta lại càng cho rằng đó là những việc sai trái. Nên là những cái người mà người ta từ bỏ hết tất cả những cái tài sản hay là những cái dục lạc ở thế gian để đi tu tập thì đó là một cái việc thiện, nhưng mà có thể là những cái người khác người ta không có cái tư tưởng, không có quan điểm này, người ta là cho rằng đó là một cái điều xấu, một cái điều trốn tránh những cái trách nhiệm ở thế gian, thì đó là những cái việc hiền mà mình mà đôi khi làm một cái việc thiện nhưng người khác lại vẫn cho rằng đó là việc ác. Nhưng mà cái suy luận ở thế gian nó chỉ là cái pháp tương đối, nó chỉ là cái pháp chế định, mà cái quan trọng đó chính là ở cái nghiệp, ở cái pháp chân đế, là ở cái tâm của cái vị đó khởi lên. Nhưng vì nó làm một cái việc gì đó với một cái tâm thiện thì nó sẽ để lại nghiệp thiện. Vậy thì cái vị đó phải làm được, phải hiểu ra được cái thiện, cái tâm nào là cái tâm thiện, cái tâm nào là tâm bất thiện. Khi vị đó làm được cái việc gì đó thì vị đó mới xác định được cái hành động này là thiện hay là bất thiện, cái hành động này là ác hay là cái việc lành hay là việc ác. Thì khi mà một cái hành động đấy nó được khởi lên với một cái tâm vô tham, vô sân, vô si, là vị đấy không có cái tham đối với cái cảnh ngũ dục, không có cái sân hận, không có cái tà kiến, thì cái hành động đấy nó sẽ là cái hành động thiện. Còn nếu như một cái hành động nào thì đó chỉ khởi lên với một cái tâm
tham sân si. Cái tâm sân thì nó còn dễ nhận biết, đôi khi cái tâm tham người ta rất khó có thể nhận biết. Thì vì một cái tà kiến, cái hiểu sai, thì người ta vẫn cho rằng mình đang hiểu đúng, ta không có biết là mình đang hiểu sai. Và khi mà nó khởi lên cái tâm đấy là cái tâm tốt hay xấu thì nó sẽ không biết. Hay là một cái tâm mà ngã mạn, tham ái đối với bản thân mình nó khởi lên, có khi thì nó cũng không có biết. Vì vậy nên là chỉ có những bậc có, nhưng mà cái trí tuệ của một cái người nào nó càng lớn thì nó mới phân biệt được đây là việc thiện, đây là việc ác, còn việc gì nên làm, việc gì nên tránh. Vậy thì một cái người mà chưa có trí tuệ, vậy thì cái người đấy muốn có trí tuệ để phân biệt được việc thiện ác này thì vì đó phải làm gì? Ấy thì cái việc đó cần phải áp dụng, tức là vì đó cần phải học những cái pháp của, ví dụ như là những cái pháp mà của một cái vị nào đó mà vị đó cho rằng đây là một bậc có trí tuệ, ví dụ như cái pháp của Đức Phật mà vị đó cho rằng Đức Phật là một bậc có trí tuệ và vị đó chấp nhận và vị đó học theo cái pháp đấy rồi vị đó thực hành theo cái pháp đấy, thì dần dần cái vị đó sẽ trở thành người có trí tuệ và vị đó sẽ phân biệt được những cái việc thiện ác và vị đó sẽ biết là mình nên làm được gì và nên tránh những việc gì. Chớ khinh chê điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Thì, trong những cái sinh hoạt hàng ngày, đôi khi là một cái người nào mà mình gắn bó với một cái nghề nghiệp thì cái người đấy sẽ tích lũy một cái, tức là mình làm một cái nghề gì đó mà cái nghề đó mình có thể gắn bó nhiều năm tháng, thì cái nghề đó sẽ tạo ra một cái nghiệp cho mình rất là lớn, rất là lâu dài. Ví dụ như là một cái người mà từ nhỏ người ta sinh ra trong một cái gia đình là có cái truyền thống săn bắn sát sinh như là đánh bắt, và vì đó lớn lên đã được tiếp thu cái tư tưởng đấy, đã được học tập những cái công việc đó, và vì cái công việc đó đã trở thành cái sinh hoạt thường nhật của cái vị đó rồi, thì cái việc đó vị đó coi nó chỉ là công việc kiếm sống, và hàng ngày cứ tích lũy tạo tác như vậy thì cái ác nghiệp đó nó sẽ rất là lớn, nó sẽ rất là sâu dần. Ví dụ như là vị đó ngày nào cũng sát sinh thì nó cứ tích lũy dần dần ngày này qua tháng nọ, thì cái ác nghiệp đấy nó vì đó sẽ chất chứa rất là nhiều, và sau này vì đó sẽ trả cái quả báo thì nó rất là lâu dài, không biết đến cái ngày nào thì nó mới thoát khỏi cái ác nghiệp đấy đâu. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó có thể vì đó được nghe giảng về giáo pháp, rồi vì đó biết tu tập, vì đó biết từ bỏ ăn năn, thì vì đó vẫn có thể dừng lại cái việc đó được. Nhưng mà có những cái đôi khi là một cái người mình cũng có hiểu Phật pháp nhưng mà mình hiểu mà không có được rốt ráo, không có được sâu, rồi là những cái hành động hàng ngày của mình đôi khi mình tạo nên cái ác nghiệp mà mình không biết, có thể là cái ác nghiệp gì đấy mà sai trái, một cái điều sai trái nào đó, hay là mình thực hành một cái tà pháp nào đấy và mình nghĩ là đây là chánh pháp, và mình cứ thực hành như thế ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, thì rồi một lúc nào đó mình thể nhập với cái tà kiến đó, mình chấp nhận với cái tà kiến đó, trở nên chấp thủ với một cái tà kiến nào đấy, thì đó là một cái điều, đó cũng là một cái điều ác mà mình không có biết, mình cứ chất chứa dần dần, rồi một ngày nào đó ác nghiệp nó sẽ lớn lên và cũng sẽ phải đi nhau những cái ác nghiệp đấy. Và đôi khi có những cái việc rất là nhỏ, mình nghĩ là những cái việc bất thiện lớn mình không làm, nhưng mà những cái việc bất thiện nhỏ mình làm, như những cái mình không sát sinh những cái con vật lớn, mình sát sinh những cái con vật nhỏ mình cho là bình thường, như là con muỗi, con kiến, con sâu, con bọ, mình nghĩ là bình thường, và mình khinh chê những cái việc nhỏ nhặt đấy, cái việc này đáng gì, không quan trọng, mình không có tránh những cái việc đấy, thì hàng ngày mình cứ tàn sát những cái con vật nhỏ bé đấy, thì không ngờ rằng là mỗi một khi mình khởi lên cái ác ý đấy là nó để lại một cái nghiệp ở trong tâm mình,
và cứ cái nghiệp đấy cứ mỗi ngày chất chứa dần lên, nó chất chứa dần lên, rồi dần dần trở thành cái ác lớn. Nên là những người mà có cái tánh như là hay nói dối, mình nghĩ rằng là nói dối những cái chuyện nó bình thường, và mỗi ngày nói dối một tí thì dần dần cái ác nghiệp này nó cũng mạnh lên. Hay là một cái mình có một cái chút gọi là lười biếng, chút lười biếng hay là không có tinh tấn, mình nghĩ rằng cái việc này nó chẳng có hại đến ai. Thế thì mình cứ để cho cái tâm phóng dật của mình, cái tâm giản đãi của mình đến cái chiều nó một chút, rồi là những cái ác đó cũng tạo thành một cái ác nghiệp, rồi là nó chất chứa dần dần lâu ngày nó cũng trở thành một cái ác nghiệp lớn, và sau này nó cũng có những cái quả báo của nó, và những cái quả báo của những cái ác nghiệp mà đó, đến khi mà mình chết mà với một cái tâm của mình còn chết với một cái tâm còn lưu luyến, còn bị ràng buộc, hay là mình chết với một cái tâm mình còn sân hận, mình chết với một cái tâm mà nó còn những cái tà kiến đấy, chết trong cái lúc mà mình khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy, thì mình sẽ vẫn có cái nguy cơ bị đọa lạc và những cái cõi khổ đau. Vậy nên một cái người nào mà biết sợ hãi những cái việc bất thiện thì ngay cả những cái việc bất thiện nhỏ mình cũng phải tránh. Khi mà một cái người mà tránh những cái việc bất thiện nhỏ thì cái người đấy sẽ tránh được những việc bất thiện lớn. Mình mà cứ chỉ tránh những việc lớn mà mình không có tránh những việc nhỏ thì những cái việc nhỏ đấy nó tích lũy lại, nó cũng trở thành những cái ác nghiệp lớn. Và cái việc thiện cũng thế, chớ khi thấy điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt của mình cũng đầy tràn, người chỉ chứa đầy thiện do trước chứa dần dần. Thì có những cái việc thiện cũng như thế, đôi khi là những cái việc thiện rất là nhỏ mà một cái người khác mà coi thường mà mình không làm, thì những cái việc thiện nhỏ mà mình không làm thì những cái việc thì cái lúc đấy mình cũng sẽ trở nên phóng dật. Còn nếu như là một cái người mà có cái tâm hướng thiện, cái người đó sẽ tận dụng mọi cái khả năng, mọi cái điều kiện, cơ hội của mình làm những cái việc thiện dù là nhỏ. Mình có thể làm những cái việc rất là nhỏ, ví dụ như là có những người nói rằng chừng nào tôi phải có một cái khối tài sản rất là lớn, tôi thừa thãi dư dả rồi, lúc đấy tôi sẽ làm việc thiện, tôi là bố thí, tôi làm những cái việc công đức. Nhưng mà để đến lúc mà mình có được cái khả năng đấy thì không biết đến bao giờ, và hay là mình có rồi mình cũng chỉ làm được một vài lần. Nhưng mà có những cái người, người ta chưa có cái điều kiện để làm những cái việc cần phước lớn đấy, nhưng mà hàng ngày mỗi ngày người ta cũng chín một chút, hôm nay mang một búi muối bố thí cho mỗi người mấy hạt, ngày mai cũng làm được, ngày mốt cũng làm được, hôm nay mang một cái chung nước ra đường cho mỗi người đi qua phát uống, thì hôm nay cũng làm được, ngày mai cũng làm được. Mình có thể làm cái việc đấy thường xuyên hàng ngày được, đấy là những cái việc thiện nhỏ mà mình có thể làm hàng ngày được. Khi hôm nay mình không đủ để bố thí cho một người ăn, mình có thể bố thí được cho một cái con kiến, con ruồi nó ăn, con cá nó ăn, và điều đó mình cũng có thể làm hàng ngày. Thế đấy là những cái điều thiện nhỏ, và nếu như một cái người làm biết trân trọng và biết tận dụng mà có thể làm được, thì những cái điều thiện đấy nó cái khi mà nó trổ quả, nó không phải là trổ ở cái việc mà mình làm, mà nó trổ là do cái tâm của mình. Bởi vì khi mà mình làm cái việc thiện đấy là do mình, cái tâm thiện nó khởi lên, khi cái tâm thiện đấy nó khởi lên, cái tâm bất thiện nó được diệt trừ. Vậy thì ngay cái lúc mình làm cái việc thiện rất nhỏ, nhưng mà cũng là cái lúc mà mình làm cho những cái tâm bất thiện kia nó không có cơ hội nó trổ quả, làm cho mình hân hoan với việc thiện đấy, nó làm cho mình hoan hỉ thích thú với những cái việc thiện dù là nhỏ bé đấy, và cái tâm thiện nó cứ vậy nó được nảy nở, và nó cũng phát triển dần dần, nó trở thành những cái nghiệp mạnh. Nên là đôi khi là những cái điều thiện rất là nhỏ hàng ngày, hay là những cái từ những cái lời nói có được ích, tức là mình có thể học được một câu pháp gì đó tầm thường nhỏ bé, nhưng mà hàng ngày mình có thể khuyên những người khác
sống theo những cái pháp đấy, cái pháp thiên nào đó, thì đấy cũng là một cái hành động mà mình có thể làm được. Hoặc là có những người nói là mới học được một chút giáo pháp này không có đáng gì để cho mình có thể đi dạy những cái pháp khuyến tha hóa cho người khác sống theo pháp, mà lúc nào mình phải học thuộc hết tam tạng, hay lúc nào mình phải trở thành giáo sư, hay lúc nào mình phải có một cái nền tảng kiến thức rất là cao siêu phong phú rồi, lúc đấy mình mới đi giảng pháp cho mọi người để cho mọi người bỏ ác làm lành và tu tập. Thế thì chờ đến cái ngày đấy thì mình làm thì cái tâm của mình nó đã trở nên nó đã chất chứa rất là nhiều những cái điều bất thiện rồi. Nhưng mà có những người chỉ biết một chút về giáo pháp, luôn luôn tinh tấn cũng truyền đạt những cái hiểu biết của mình cho mọi người khác, thì đó là một cái điều thiện mặc dù là nhỏ nhưng mà nó được làm nặng đi nặng nặng nhiều lần với cái tâm tận tâm của mình, với một cái tâm thiện mạnh mẽ. Cái việc tuy nhỏ nhưng mà cái tâm thiện lớn thì cái việc đó là việc thiện lớn. Còn có người làm những cái việc thiện tuy là trong bên bề ngoài nó lớn nhưng mà cái tâm thiện chưa chắc nó đã lớn, và khi mà nó để lại một cái quả để trổ một cái quả thì nó không trổ theo cái việc làm, nó trổ theo cái tâm. Vậy thì một cái người mà có cái tâm thiện thì lúc nào thì đó cũng làm được những việc thiện, dù cái việc thiện đó là nhỏ bé. Hay là một cái người hàng ngày mình có thể ngồi thiền, nếu như mình có thời gian 10 tiếng thì ngồi 10 tiếng, không thì ngồi 8 tiếng, không thì 6 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng rồi. Không có thì mình cũng phải ngồi được 30, 40 phút. Thế mình không thể nói rằng là bây giờ tôi chưa có thời gian, chừng nào tôi phải xong hết cái công việc thế gian này đã thì lúc đấy tôi sẽ chuyên tâm hành thiền, một ngày tôi phải ngồi 10, 20, 10 tiếng trở lên thì nó mới xứng đáng bỏ công. Bây giờ thì cứ ngủ nghỉ để cho nó thoải mái. Thì cái điều đó là cái người đó sẽ là cái người không biết làm những cái việc thiện. Đôi khi mình phải tích lũy hàng ngày, bây giờ mình vẫn còn phải đi làm các cái công việc, các cái bổn phận mình cần phải làm, nhưng mà vẫn có thể dành ra một thời, hai thời hàng ngày để tu tập, để tích lũy những cái phước, tích lũy những cái công phu. Thì cái sự tu tập đấy mình không có coi thường, cứ tận tụy. Thì có thể là một cái thời thiền nó ngắn nhưng mà cái tâm thiện của mình nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và chỉ vì một cái thời thiền đấy, một ngày mình có một hai thời thiền đấy, mà cả cái ngày hôm đấy mình có thể giữ được cái tâm thanh tịnh, giữ được cái tâm định tĩnh, không tán loạn, không có hướng ngoại, không có bị đắm nhiễm đối với những cái dục cảnh ở thế gian, không có khởi lên những cái ác bất thiện, nó sẽ bảo vệ cho mình cả cái ngày hôm đấy sống với những cái thiện pháp. Thì không nên khinh trên những cái điều thiện, dù là nhỏ mình cũng phải làm cho như nước nhỏ từng giọt rồi mình cũng đầy tràn. Nếu như một cái việc gì đó mình cứ làm nặng đi nặng nặng, ngày nào cũng làm, thì cái nghiệp đấy sẽ là cái nghiệp mạnh nhất, thì nó là tích lũy nghiệp, cái nghiệp được tích lũy dần dần. Thì phải mỗi người phải có một cái pháp môn và tu tập, thì cái tu tập hàng ngày cũng phải tu tập kéo dài cho đến khi nào chứng quả A-la-hán, lúc đấy mình sẽ không cần mới là cái lúc đấy là cái việc cần làm đã làm xong. Còn đến một cái đến khi nào chưa chứng quả A-la-hán mà dừng lại những cái việc thiện thì lúc đấy là mình đã tự mình mình đã tự để cho những cái pháp bất thiện nó xâm chiếm vào trong tâm mình, thì lúc nào mình cũng phải làm việc thiện như thế. Ít bạn đường nhiều thiện, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh phúc độc hay tránh ác như vậy. Cái người buôn muốn bảo vệ cái tài sản của mình thì vì đó phải tránh những cái con đường mà nó có nhiều trộm cướp. Cũng vậy, một cái người trí muốn bảo vệ cái phước của mình thì cái người đấy phải tránh những cái việc ác. Những cái việc ác thì những cái hành động ác phải coi nó như giặc cướp, và phải coi nó như thúc độc. Đôi khi một cái người buôn đi đến một cái con đường nào đấy mà cái bọn cướp nó hiện ra,
và nó nặng, nó mời ăn những đồ ăn ngon, uống những cái thuốc bốn ngon, nhưng mà trong đó nó pha thuốc độc và thuốc mê vào để cho mình chết hoặc mình mê rồi mình cướp hết tài sản của mình. Cũng vậy thì trên cái con đường của một cái người đang tích lũy những cái phước báo, những cái phước này thì sẽ có rất là nhiều cái sự cám dỗ. Những cái thứ, một cái người mà đang đi mệt mỏi, nhìn thấy thức ăn mình sẽ rất là thèm và mình sẽ rất là muốn ăn, nhưng mà ăn vào có thể mình sẽ chết. Có những người biết là sẽ chết nhưng mà vẫn dùng, bởi vì không thể chế ngự được cái tâm tham đã. Thì những cái người, nhiều người cũng thế, mình đang biết là mình tạo những cái phước, mình tu tập những cái điều này, mà đôi khi mình gặp những cái cảnh nó quá là hấp dẫn, mà mình cũng đôi khi mình cũng sẽ khởi lên cái tâm làm cho mình thay đổi cái tâm. Mình chỉ cần một cái lần mình phạm vào một cái điều bất thiện và có thể là mình sẽ bị thối đọa trên cái con đường đi đến Niết Bàn. Cái con đường đi đến Niết Bàn nó cũng như thế, có rất là nhiều khi mình sẽ bị vướng vào những cái cướp này, nó đoạt hết những cái tài sản cao quý của mình. Thì những cái việc ăn, cái việc bất thiện vẫn phải được tránh, phải được coi như là ác tặc và thuốc độc. Thế thì ba cái tên giặc nguy hiểm nhất đó là tham sân si, mà ba cái thuốc độc mà cũng là nguy hiểm nhất cũng là tham sân si. Cho nên tham sân si có lúc mà Đức Phật gọi là nó là giặc cướp, và cũng có chỗ thì Đức Phật gọi nó là tam độc, tức là ba cái chất độc nhất đó là tham, nó khởi lên mà mình chiều theo nó là mình đang uống thuốc độc. Sân si cũng thế, hay là tham sân si cũng là cướp giặc, cái mình chiều theo đó là mình sẽ bị giặc nó vào là cướp phá hết những cái phước lành công đức mình đã tạo, đã đang tu tập. Thì một cái người trí thì coi những cái việc bất thiện của nơi thân khẩu ý, tham sân si như là thuốc độc, như là giặc cướp, và lúc nào cũng phải đề phòng. Thì lúc nào cũng phải đề phòng không cho tham nó khởi lên, lúc nào cũng phải đề phòng cho sân nó khởi lên, lúc nào cũng phải đề phòng không cho si nó khởi lên, lúc nào cũng phải phòng tránh. Để phòng tránh bằng cách nào? Phòng tránh phòng tránh bằng cái cách đó là mình tránh xa, như là cái người nào mà có cái tham, cánh tham, và mình thân cận với cái người đấy lâu ngày mình cũng sẽ đi cái cánh bị nhiễm cái cánh tham của người đấy. Người mà có cái tánh sân mình thân cận thì mình nên nhiễm cái sân, người tánh si mà mình thân cận mình nhiễm tánh si, thì đấy cũng là một cái cách phòng tránh. Cái phòng tránh nữa đó là phòng tránh được các căn của mình, những cái gì khả hấp dẫn ở bên ngoài nó có thể làm cho mình tham thì mình hãy tránh nó, đừng có chú tâm vào nó, đừng có ưa thích như nó. Những cái gì mà là những cái mà nó làm cho mình khởi lên bực tức ở bên ngoài thì mình cũng phải đề phòng, phòng tránh, đừng có tiếp xúc nhiều với nó, hoặc là mình đừng có để tâm đến nó, thì đây cũng là những cái cách phòng tránh, phòng tránh ở các căn. Vậy thì cái người biết cái cách tránh né, biết cái cách phòng hộ thì những cái việc bất thiện nó sẽ không khởi lên, những cái ác pháp nó sẽ không khởi lên. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ăn. Tức là cái bàn tay con người, tức là mình sinh ra thì đã có hai cái bàn tay lành nặng khỏe khoắn, cũng là cái bàn tay đấy nếu như mà mình cầm vào thuốc độc thì cái thuốc độc đấy có thể nói là mình sẽ làm cái mình không có bị nguy hiểm đến tính mạng ngay. Nhưng mà cái thuốc độc nó sẽ ngấm dần dần, nó sẽ ngấm dần dần cho đến một cái lúc nào đó nó sung mãn rồi, lúc đấy mình mới bị phát độc. Tức là lúc nào đó mình, trong cái bàn tay đấy mình có thể quyện lên miệng, hoặc là cho vào cái đường hô hấp mình hít hơi vào mình có thể bị nhiễm độc, hoặc là ngày nào cái tay của mình cũng ngâm vào thuốc độc, cũng cầm thuốc độc. Thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ ngấm qua da này, nó ngấm vào máu, ngấm vào thịt, thì mình cũng sẽ bị phát độc. Cũng như vậy, mà một cái người nào mà hàng ngày mình luôn làm cái việc bất thiện,
mình sẽ thấy rằng cái việc bất thiện này nó chưa trổ quả ngay. Ví dụ hàng ngày mình luôn sát sinh, mình thấy rằng là sát sinh rồi mình cũng không sao cả, chưa có cái ác nghiệp gì nó trổ quả. Mình có thể cũng cái bàn tay đấy mình làm được trộm cắp, cũng cái bàn tay đấy mình có thể làm những cái ác nghiệp, thì mình sẽ thấy rằng là những cái việc mà cái bàn tay của mình làm những cái việc ác mà do mình đã làm đấy, nó chưa có cho ra quả ngay. Nhưng mả rồi nó sẽ cho ra quả về sau. Cũng giống như là một cái người cầm thuốc độc, mình không có bị dính độc ngay, nhưng mà nó sẽ có cái độc về tương lai, sau này mình sẽ bị nhiễm độc. Thì những cái người mà làm việc ác, mình sẽ bị cái quả báo. Thì chỉ những cái người có trí thì mới biết rằng là những cái việc ác đấy chắc chắn sẽ có quả báo, không thể nào tránh được. Còn cái người ngu thì không biết được cái điều đó. Cho nên là cũng cái bản tại đó, người ta sẽ làm nhiều cái việc ác. Vậy thì cái người chín này sẽ tránh, không bao giờ làm, không thương thích tránh được. Thì cái bàn tay đấy người ta sẽ tránh những cái việc ác như tránh thuốc độc. Tức là một cái người chí mà đưa thuốc độc cho họ, họ sẽ chắc chắn họ sẽ tránh, họ không có đụng vào, không có để tay mình đụng chạm vào thuốc độc. Vì đụng chạm vào thuốc độc này sớm muộn gì mình cũng gặp nguy hiểm, cũng vẫn làm một cái việc ác thì chắc chắn mình sẽ gặp nguy hiểm ở tương lai. Vậy nên một cái người chí sẽ tránh cái việc ác như tránh thuốc độc, tránh những cái việc sát sinh. Một cái người mà khi mà đã có trí tuệ rồi, có cái niềm tin nơi Phật pháp rồi, có cái niềm tin mà nó trở nên bất động rồi, thì cái người đấy thà chết họ cũng không có làm những cái việc ác như là sát sinh hay là phạm vào năm giới đâu. Vì cái vị đó đã hiểu, tức là có cái trí hiểu tuyệt đối, có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp. Tức là một cái người nào mình chưa có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp thì đôi khi mình không có cầm lòng được, mình vẫn có thể làm những cái ác nghiệp. Nhưng còn những người nào mình đã có cái niềm tin tuyệt đối rồi thì chắc chắn là cái người đấy sẽ tránh những việc ác như tránh thuốc độc, tránh những cái ác nghiệp phạm vào năm giới như là tránh thuốc độc, vì biết chắc rằng những cái ác nghiệp đấy nó sẽ có quả báo, không thể nào không có được. Hạng người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Thì trong những cái ác nghiệp, mà tối thượng nhất trong những cái ác đó là ác với người không ác. Đôi khi mình có thể là cái tâm ác của mình khởi lên, ví dụ như là với những cái người ác có thể khiến cho người khác khởi lên cái tâm ác nặng. Như một cái người sân, mình sống với ai mình cũng sẽ làm cho người khác sân theo. Và đôi khi hai người sân gặp nhau mình sẽ bắt đầu rất dễ khởi lên oan trái với nhau. Nên là một cái người khác bất thiện nó cũng sẽ làm cho những cái người bất thiện, những cái người mà có tâm bất thiện mà sống với nhau thì người ta sẽ có những cái sự hỗn chiến với nhau. Tức là người ta sẽ hành hạ nhau, người ta sát phạt nhau, người ta sẽ làm những cái việc có hại cho nhau. Giống như là những cái đàn thú hoang mà sống thì nó sẽ cắn quái nhau, nó không có để cho nhau yên. Cũng như vậy, bây giờ có một nhóm người ác mà sống với nhau vậy, cái người này muốn yên, người kia nó sẽ không để cho yên, cứ tạo ác nghiệp với nhau như vậy. Cái người này cắn quái người kia, đấy là những cái người ác với người ác. Nhưng mà có một cái người mà không ác, không có làm hại đến ai, không đụng chạm đến ai cả, luôn luôn là làm những cái việc thiện, thì mà vẫn có những cái người khác khởi lên cái ác tâm muốn làm hại cái người đấy. Người không có ác tâm, người có thanh tịnh thì cái người mà có thể khởi lên được cái tâm ác với một cái người không ác thì đó là cái tâm ác của người đó phải rất là lớn. Cái rất là lớn thì mình khởi lên cái tâm ác với người không ác. Còn thường thường thì người ta thấy những cái người hiền thiện, người ta sẽ hoan hỉ cung kính, người ta sẽ tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Ví dụ như là người ta thấy đức Phật thì ai người ta cũng thường thường những người thiện hiền thiện và thấy đức Phật thì nghe đến cái tên đức Phật người ta đã hoan hỉ rồi. Khi thấy đức Phật người ta sẽ cung kính đức Phật,
mà người ta sẽ có thể cúng dường Đức Phật những cái điều gì tốt đẹp nhất. Thế nhưng mà trên đời này vẫn có những người khởi lên cái ác ý, ác tâm, có thể là mắng chửi hoặc là làm hại Đức Phật, thậm chí còn muốn giết Đức Phật. Thì đấy là những cái người đấy cũng phải là những cái người có những cái tâm rất là lớn. Thì những cái người mà hại những cái người mà không có ác tâm như vậy thì những người đấy sẽ bị cái quả báo ngay tức thì, bị quả báo ngay tức thì, giống như một cái người mà cầm một cái nắm bụi mà tung lên thì chỉ một lúc sau cái nắm bụi nó sẽ tung lên ngược gió tung bụi, thì chỉ một lúc sau là cái bụi đấy nó sẽ đập vào mặt người đấy. Cũng như vậy, nếu mà một cái người nào mà mình có ác ý hay là mình có cái hành động bất thiện đối với những bậc đã thanh tịnh, tức là những bậc thánh nhân, là những người đã không còn cái ác tâm, thì cái người đấy sẽ bị cái quả báo này, bị cái quả báo ngay ở đời này, tức là bị quả báo nhãn tiền này. Người đó sẽ không gặp cái nạn này, sẽ gặp một cái họa khác. Đấy là cái quả báo ngay trong hiện tại, thì nó chỉ là cái quả báo nhẹ, nhưng mà cái quả báo đấy nó sẽ lớn, nó sẽ rất là nặng khi mà ở cái kiếp sau. Ở cái kiếp này nó cũng cho ra quả, nhưng mà cái kiếp sau thì cái quả đấy nó mới cực mạnh hơn, nó mạnh hơn rất là nhiều. Và nhiều kiếp về sau thì cái vị đấy vẫn phải trả cái quả, tức là vì đó phải trả quả ở kiếp này, ở cái kiếp kế tiếp tương lai thứ hai này, và ở nhiều kiếp về sau. Nếu như vị đó còn ở trong sinh tử, có thể là vị đó sẽ trả cái quả đó rất nhiều đời, nhiều kiếp về sau, nếu như vị đó mà hại những người không có ác tâm. Như những người nào mà có ác tâm ác ý đối với những người mà những người tu hành, mà cái người đấy là những cái bậc tu hành thanh tịnh, vừa tu hành thanh tịnh diệt trừ được những cái phiền não tham sân si rồi, mà vẫn còn bị những cái người ở đời tham sân si có cái ác ý muốn làm hại, thì cái người đấy sẽ có những cái quả báo rất là nặng như vậy, quả báo ở hiện tại, ở tương lai gần và tương lai xa về sau. Một số sinh bào thai kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời vô nợ chính niết bàn. Thì cái người một số chúng sinh mà còn, nếu mà một số những người mà còn những cái phiền não, còn cái vô minh tham ái chấp thủ, thì những cái nghiệp của cái vị đó, những cái hành động của vị đó nó sẽ để lại những cái nghiệp, và cái nghiệp đó nó sẽ khiến cho cái vị đó cứ đi tái sinh. Một cái người còn tham sân si thì sẽ còn đi tái sinh. Nhưng mà cái tham sân si nó lại là có những người cái tham sân si nó yếu, có người thì tham sân si nó mạnh khác nhau. Nên có những cái người mà người ta có cái tâm tham sân si cực mạnh, cực lớn, và cái tâm tham sân si đấy mà người ta có thể làm hại đến những người khác nữa, thì người ta sẽ bị những cái quả báo rất là khổ đau. Còn có những người thì có cái vô minh, có cái tham ái, có cái vô minh, có cái tham ái. Tham ở đây là tham ái, như là khi mà người ta làm một cái việc thiện thì người ta vẫn còn tham ái với việc thiện, nhưng là người ta tham ái được hưởng thụ những cái dục lạc ở nhân gian hay là ở thiên giới. Người ta nghĩ rằng ở sinh ở con người này thì có được hưởng những cái niềm vui, ở con người cứ sống lâu mạnh khỏe ăn vui, có nhiều tài sản, hay là xuống ở cõi thiên giới thì có cái tuổi thọ lâu dài, được hưởng những cái phước tự tại, không có những cái nỗi khổ như là thế gian. Vì vậy cho nên người ta sẽ tích cực làm việc thiện, mà người ta ước muốn rằng là từ cái việc thiện đấy thì người ta được hưởng cái phước này ở cái cõi thiên giới. Thì là vì vậy cho nên là có những cái người thì sinh ra ở cái thai sinh, từ thai mà sinh ra có người thì hóa sinh về các cõi thiên giới. Còn những cái người nào mà có cái tâm ác rất là lớn mà tạo những cái ác nghiệp mạnh thì đọa xuống địa ngục. Còn có những cái người nào mà tu tập để diệt trừ hết những cái phiền não tham sân si, vì đó diệt trừ luôn được luôn cả cái tham ái đối với những năm quẩn ở chính bản thân mình, thì cái vị đó sẽ chứng niết bàn. Thì một cái người mà có cái sự tu tập ở cái nó
tùy theo cái mức độ của cái tâm thiện và tâm ác của, cho nên là những cái chúng sinh sẽ đi sinh về các cái nạn khác nhau. Cái tâm mà bất thiện mà cực lớn thì phải đọa xuống những cái cõi cực khổ. Cái tâm mà bất thiện mà nó ở cái mức độ nhẹ vừa vừa, trong đó thì vì đó có thể tạo được những cái phước thiện, nhưng mà nó cũng chưa ở cái mức độ cực lớn, ở cái mức độ vừa vừa, hay là những cái phước thiện vì cái đó rất là những cái phước thiện thuộc về dục hữu động, là những cái phương tiện bị đó làm nhưng mà không hướng đến cái diệt trừ các cái phiền não vô minh tham ái, thì bị đó hưởng những cái phước báo ở cõi nhân gian. Còn có những cái người thì không có chú trọng làm những cái việc phước hữu động, nhưng mà lại chú trọng tạo những cái phước vô động, là vì đó thì giữ giới, thực hành thiền chỉ và thực hành thiền quán, thì những cái người đấy sẽ đi đến niết bàn. Vì vậy nên là mỗi chúng sinh sẽ có những cái tư tưởng khác nhau, có cái mục đích khác nhau, có cái hành động khác nhau, và vì vậy nên là mỗi chúng sinh sẽ đi về những cái con đường khác nhau. Không trên trời dưới biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Thì với một cái người ở đời, người ta có một cái tội lỗi nào đấy thì người ta sẽ che giấu cái tội lỗi đấy. Có thể là một cái người mà người ta phạm vào một cái tội nặng ở thế gian, người ta đáng có thể bị cái pháp luật thế gian trừng trị như là bỏ tù, hay là người ta có thể bị xử bắn, người ta có thể bị tử hình hoặc là bị giam cầm. Thì những người đấy khi mà người ta chưa bị bắt thì người ta sẽ nghĩ đến việc che giấu tội lỗi hoặc là trốn. Khi mà bị phát hiện rồi thì người ta sẽ trốn. Người ta có thể trốn ở một cái nơi không có người, hay là trốn ở trong ngoài biển, hay ở trong rừng sâu, trốn vào trong động núi, hoặc là trốn vào cái chỗ đông người, ở cái nơi thành phố đông đúc để không có ai tìm thấy. Đó là cái pháp, đó là những cái pháp thế gian đấy thì người ta có thể trốn được, người ta có thể qua mắt được người thế gian như vậy. Nhưng mà những cái việc ác dù là rất nhỏ, mình có thể không có phạm vào những cái tội lớn như là giết người cướp của, nhưng mà mình phạm cái tội rất nhỏ thì mình giết một con sâu con bọ, mình cũng không thoát được khỏi cái nghiệp, mình có không thể trốn được khỏi cái nghiệp này. Mình khởi lên một chút ác ý rồi mình làm một cái việc bất thiện gì đó thì đến một lúc nào đó cái quả báo nó trổ thì mình vẫn bị, mình vẫn phải trả cái quả này, dù mình có đi đến đâu, mình có ẩn nấp vào đâu, mình cũng sẽ bị trả cái quả báo. Không trên trời dưới biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời mà trốn khỏi tay thần trên. Một cái người mà luôn luôn có cái sự thức tỉnh, biết được rằng là mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Và cái người đó có cái sự thức tỉnh về cái sự sinh tử, về cái chết như vậy, thì mình đó sẽ biết được mình nên làm cái việc gì mà không nên làm cái việc gì. Nhưng có những cái người sống ở trên đời vì có cái tư tưởng chủ quan, cứ nghĩ rằng là cuộc đời còn dài và mình cần phải làm việc này, mình cần phải có cái này, cần phải có cái kia. Chính vì có cái tâm là mình muốn có cái này, muốn có cái kia như vậy, cho nên mình bất chấp mọi cái thủ đoạn, bất chấp mọi cái hành động, mình vẫn cần phải làm để có được cái mình mong muốn. Nhưng mà có cái đấy thì làm gì chứ? Có cái đấy rồi mình có thể mang đi được không? Khi mà mình chết, mình có mang đi được không? Vậy tại sao mình không làm một cái gì đó mình có thể mang đi được? Một cái người có cái ý thức về cái sự chết thì cái vị đó sẽ có cái ý thức về cái thiện và cái ác. Vì đó sẽ biết được là người chết, với cái người nào mà sống trên đời làm nhiều việc thiện, chết sẽ như thế nào? Sống trên đời mà sống làm nhiều việc ác, chết sẽ như thế nào? Thì cái người đấy trong cuộc sống hàng ngày họ sẽ biết lựa chọn những cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Nếu như cái tâm của mình đó luôn luôn nghĩ đến cái chết, biết rằng là không có thể tránh khỏi cái chết, dù là giàu sang, hay là dù mình có quyền chức, hay là dù mình có danh vọng đến đâu, cuối cùng chết vẫn là chết, cuối cùng mình vẫn phải chết. Thì cái vị đó sẽ không có say sưa tham đắm và không dùng mọi cái thủ đoạn ác nghiệp để mình có được cái điều đó nữa.
hay là cái người đấy biết rằng là chết rồi sẽ đi tái sinh theo cái nghiệp của mình, thì cái vị đó sẽ biết tận dụng mọi cái cơ hội, mọi khả năng của mình để làm việc phước. Thì chỉ có cái người nào mà luôn luôn có cái ý thức về sự chết thì cái người đấy sẽ có cái sự khẩn trương gấp đôi, người đó biết là mạng sống là mong manh, và cái vị đó sẽ làm những cái điều gì tốt đẹp nhất, lợi lạc nhất, để khi mà mình chết mình sẽ được hưởng cái sự an vui nhất. Idam me punyam asamokadam vahamoto. Idam me punyam ipanasa acharyo otu mama punyam agam.